lập tức có người đi qua nắm chặt tóc của dịch tốt kia kéo đầu lên một cây côn sắt cắm vào trong miệng ngang ngạnh cạnh miệng hắn ta ra chỗ này vừa buông lỏng dây thừng lại một cái kềm thò vào trong miệng cưỡng bức nhổ từng cái răng trong miệng dịch tốt kia răng vẫn chưa ném đi mà thu gom bỏ từng cái vào trong bao vải bên cạnh rất nhanh liền khiến cho dịch tốt kia miệng đầy máu me đầm đìa đám người dịch chạm quỳ cách đó không xa tê cả ra đầu nhổ xong răng của dịch tốt lại nhét một tấm vải vào trong miệng dịch tốt kéo người lên nhanh chóng trói lại chặt chẽ. Nhân mã lục soát qua khắp nơi trong dịch trạm quay lại báo cáo, không phát hiện dị thường nào khác. Có người dắt ngựa đi đến, bách phu trưởng chờ người leo lên ngựa, nhân mã đi theo bắt dịch tốt đó chuẩn bị rời khỏi. Dịch trưởng chạy đến, chắp tay hỏi thăm, đại nhân, đây rốt cuộc là có chuyện gì a? À? Bách phu trưởng vốn không muốn để ý đến, sau không biết nghĩ đến cái gì, ghim chặt ngựa nhìn chằm chằm ông ta hỏi, nghe nói ngươi vừa mới cưới một mỹ thiếp, tướng mạo rất đẹp, Ách, à, dịch trưởng sướng sờ, chợt từ trong ánh mắt không có thiện ý của đối phương phát giác ra chút gì đó, từ trong tay áo móc ra một đồng tiền vàng, hai tay dâng lên các huynh đệ vất vả rồi, mua chút rượu uống. Trên mặt bách phu trưởng nở nụ cười quỷ quyệt, sắc mặt đột nhiên nghiêm nghị, roi ngựa chỉ về phía ông ta, người này có thể là đồng phạm, mang đi theo cùng. Đại nhân, dịch trưởng kinh ngạc kêu lên, cũng không đợi ông ta giải thích, mấy người đã xông tới, đã bị nhấn lật, trói gô, chặn miệng, kéo đi cùng nhau. Tình hướng tương tự không chỉ phát sinh ở nơi này, không chỉ phát sinh ở triệu quốc, ngoại trừ Yến quốc, dịch trưởng các nước chư hầu đều lần lượt xuất hiện kinh biến tương tự. Hiếm thấy, cũng là điều trước nay chưa từng thấy, sáu nước liên tiếp triển khai một trận bắt dịch chạm trong quốc cảnh của mình, tốc độ như sấm chấp. Sau đó, là một màn nghiêm tra nhắm vào thân quyến và những người bình thường lui tới với người bị bắt, liên lụy trên diện rộng, trong nhất thời không biết có biết bao nhiêu người cửa nát nhà tan. Xích Châu Phủ Thành, một cỗ xe ngựa sau khi rời khỏi thành đi xa, dần dần tăng tốc độ, ở quan đạo phi nhanh. Trong xe ngựa, Toàn Thiếu Khang vén màn cửa sổ nhỏ phía sau lên, cho đến khi Kim Châu phủ thành dần dần biến mất khỏi tầm mắt, mới chậm chậm buông rèm xuống, quay đầu khẽ thở dài một tiếng, chuyến đi này, sau này e là sẽ không còn cơ hội để trở về nữa rồi. Quản gia Toàn Kiều ngồi bên cạnh nói, ta và người vốn là người yến quốc, lão gia bình thường ngày ngày nhớ cố quốc, có thể quay về cố hương, nên vui mừng mới phải. Toàn thiếu khang, từ không đến có, tâm huyết nửa đời kinh doanh của ta đều ở đây, cứ thế từ bỏ, ta không cam tâm. Toàn kiều, lão gia ứng đối kịp thời, nhắc nhở phía trên ứng biến đúng lúc, mặc dù tầng lớp thấp nhất chịu tổn thất cực lớn, nhưng mạng lưới chủ yếu được bảo toàn, rất nhanh lại có thể phát triển. Lão gia vì đại yến giúp đỡ đại yến tránh được tổn thất lớn hơn, lần này trở về cố quốc, tiền đồ như gấm, đáng lẽ nên vui mừng. Toàn thiếu khanh cười, công tội nhiều khi chỉ cách một sợi chỉ, vì ta xảy tay ở nơi này, Hãy biết bao nhiêu người cửa nát nhà tan Năm đó khi ta rời khỏi nhà Phụ thân chỉ là một quan lại nhỏ Không ngờ đến 20 năm qua đi Phụ thân lại có thể ngồi ở vị trí cao Toàn kiều hiểu ý của ông Đổi lại là người bình thường Xảy ra chuyện này e là sẽ bị đẩy ra gánh tội thay Nhưng vị này phía sau có người Tổ gián Điệp Yến Quốc cũng không dám Vì tiện đẩy ông ra gánh tội Dưới sự luân chuyển Sai lầm ngược lại biến thành công lao Từ đây có thể thấy được bản lĩnh của người ở phía sau ông Mà người bình thường làm nghề này có rất nhiều người cả một đời không thể thấy ánh sáng, làm sao có thể giống như vị này, còn có thể vì công lao bị trong nước triệu hồi khẩn cấp phân công nhiệm vụ khác, rõ ràng là có người muốn lôi hắn ra khỏi vụ rắc rối này, người sau màn cũng đã bắt đầu ra tay rồi. Lão gia lần này trở về, lão thái gia có lẽ sẽ không để cho lão gia tiếp tục làm nghề này nữa, sợ là đã có sắp xếp con đường khác ở phía trước rồi. Toàn Kiều chắp tay, ta lần này cũng là được hưởng ké vinh dự của lão gia mối quan hệ của hai người kỳ thực cũng không phải quan hệ chủ tớ gì là quan hệ cấp trên cấp dưới là chủ chức và phó chức lần này ông ta có thể thoát thân cũng quả thực là vì nhân tố toàn thiếu khang toàn thiếu khang thần sắc hoang mang đại yến bây giờ ngày càng xa suốt sau khi trở về còn có thể lắc lắc đầu sửa miệng nói không biết bên phía gia quyến khi nào thì tới toàn kiều lão gia yên tâm phía trên sẽ sắp xếp việc đưa rước ổn thỏa lão thái gia cũng sẽ không đứng nhìn con cháu xảy ra chuyện bọn họ đã xuất phát mấy ngày rồi, đoán chừng sắp đến cảnh nội Yến Quốc, chỉ cần vừa vào bên trong Yến Quốc là có thể yên ổn đến Kinh Thành, chỉ là phu nhân và các thiếu gia tiểu thư, sợ là sẽ bị thân phận của mình dọa cho giật mình. Xe ngựa đã dừng dưới chân một ngọn núi, hai người xuống xe, Toàn Kiều vung tay ra hiệu, phu xe tiếp tục lái xe đi về phía trước. Hai người thì đi vào trong núi từ từ trèo lên đỉnh núi, nhặt một ít củi khô chất đống trên đỉnh núi, sau đó đốt cháy. Toàn Kiều móc ra một bình xứ, đổ một ít bột lên đống củi lập tức nhìn thấy một luồng khói vàng dày đặc bay lên toàn thiếu khang đứng trên đỉnh núi nhìn lại phía xích châu phủ thành bao nhiêu huynh đệ nhà tan cửa nát mà ta lại vứt bọn họ ở lại mà bỏ chạy nghiêu hữu đạo xem như ngươi lợi hại món nợ này chưa xong đâu đúng lúc này một con cự ưng màu đen từ xa bay đến dấy lên một trận cuồng phong đáp trên đỉnh núi thân cao đến một trượng một tên tu sĩ nhảy xuống xác minh thân phận hai người kéo hai người cùng nhảy lên lưng chim ưng thì pháp bảo vệ hai người. Cự ưng vỗ cánh bay lên không trung, đỉnh núi chỉ còn lại khói lượn lờ. Kinh thành Yến Quốc, Tống Phủ, thư phòng Tống Cửu Minh đóng cửa không mở. Quản gia Lưu Lộc đi quanh quẩn trong sân, thỉnh thoảng nhìn cửa phòng đóng chặt. Ngoài sân, Tống Toàn mặc quan phục bước nhanh đến, vừa từ phủ nha tan tầm trở về, quần áo còn chưa thay, đi tới đã hỏi, xảy ra chuyện gì, nghe nói phụ thân tự giam mình trong thư phòng nửa ngày không ra ngoài. Lưu Lộc thấp giọng nói, nhận được tin, nhân thủ của ti tình báo gián điệp bố trí ở dịch trạm 6 nước bị 6 người tập kích, hình như tổn thất không nhỏ. Tống ra có không ít tai mắt của các nước, Tống toàn giật nảy cả mình, tại sao có thể như vậy? Không liên lụy gì tới phụ thân chứ, dù sao sử dụng nhân viên ti tình báo gián điệp cũng là chủ ý của phụ thân hắn ta, mạng lưới tình báo cắm vào các quốc gia bị hao tổn, đây không phải việc nhỏ. Lưu lộc, tình hình cụ thể không rõ, bên quận Thanh Sơn Triều Đình cũng đang chịu thiệt trên tay Dung Bình quận Vương, Giờ ti tình báo gián điệp lại xảy ra chuyện, tâm trạng bệ hạ có thể đoán ra được, nghe nói Mạc Băng bị bệ hạ mắng cho máu chó phun đầy đầu. Lão ra nghe tin lập tức đến giáo sự đài định tìm Mạc Băng nghe ngóng tình hình cụ thể, kết quả bị từ chối gặp. Giáo sự đài thực ra là ti tình báo gián điệp Yến Quốc, đối ngoại không thể nói là ti tình báo gián điệp, còn Mạc Băng người phụ trách của giáo sự đài cũng chính là chỉ huy sứ của ti tình báo gián điệp. Tống Toàn trầm giọng nói, chẳng lẽ Mạc Băng muốn phụ thân gánh trách nhiệm này sao? Tất cả mọi người không phải người ngu, phụ thân cho dù còn tại vì cũng không có quyền sử dụng người của ti tình báo gián điệp. Ti tình báo gián điệp là do một tay bệ hạ khống chế, việc này không có bệ hạ gật đầu, làm sao có thể. Chẳng lẽ phụ thân không đi tìm tướng ra, lưu lộc, sau khi bị từ chối gặp ở giáo sự đài, lão ra lập tức đi tư không phủ, nhưng thái độ đại tư không lần này có chút mập mờ. chương 230, viên phương trở về 2. Tống Toàn, có ý gì? bản thân ti tình báo gián điệp làm việc không ổn thỏa sao có thể trách lên đầu phụ thân sao lưu lộc dĩ nhiên là không thể trách lão gia cũng không thể công khai trách lên đầu lão gia nhưng vấn đề là ở đấy lão nô hỏi tình hình lão gia rồi lúc ấy lão gia có hỏi tướng ra ti tình báo xảy ra chuyện này những ai sẽ bị xử trí muốn thăm dò tình hình bên mạc băng muốn hỏi xem giáo sự đài không tiếp lão gia là có ý gì ai ngờ tướng ra nói ti tình báo có công không tội kịp thời né tránh được tổn thất lớn hơn nên bảo lão ra đừng quan tâm đến việc này nữa tống toàn thấy khó hiểu hỏi vậy là có ý gì như vậy không phải rất tốt sao lưu lộc làm sao có thể rất tốt được thì tình báo gián điệp có công không tội kết luận này có vấn đề rất lớn ít nhất nói rõ ti tì tình báo gián điệp xuất hiện vấn đề ở đâu theo lý thuyết xảy ra chuyện thế này chỗ nào có vấn đề thì sẽ truy cứu trách nhiệm ở đó nhưng nơi xảy ra vấn đề lại không tiếp tục truy cứu nữa đều là người lăn lộn trong nội bộ triều đình Tống Toàn trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, vẻ mặt nghiêm túc nói, có người ngăn trở, đè chuyện này lại. Lưu Lộc gật đầu, chỉ ít người người này có sức ảnh hưởng với triều đình và tướng gia không thấp hơn lão gia. Tống Toàn hoàn toàn hiểu ra, mạng lưới tình báo nước ngoài bị tổn thất không phải chuyện nhỏ, nhất định phải có người gánh chịu trách nhiệm, không thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra, chuyện như vậy không thể nào không đưa ra ý kiến, nếu không sau này cứ như vậy mãi, phạm lỗi có thể không truy cứu, vậy thì chẳng còn quy củ gì nữa. Những nhân viên thì tình báo gián điệp liên quan đến chuyện này không thể nào thoát khỏi liên can. Bệ hạ không thể mắc lỗi, những người còn lại cũng là người mê hoặc chuyện này không cần nói là ai cũng rõ. Tống toàn lộ vẻ mặt dữ tợn, có người dẫm lên phụ thân để bảo vệ kẻ khác. Lưu lộc an ủi, tướng ra có lẽ vẫn bảo vệ lão ra. Bảo vệ cái rắm phụ thân đã xuống đài, nói một người không có chức quan sai sử ti tình báo gián điệp há chẳng phải trò cười sao không cách nào công khai truy cứu trách nhiệm phụ thân nhưng lại có một vài người nào đó đổ trách nhiệm lên đầu phụ thân. Tống Toàn bỗng nhiên nhìn về phía cảnh cửa thư phòng đóng chặt, cuối cùng cũng hiểu rõ tâm trạng thụ thân, cắn răng nói, hay cho câu có công không tội, ta muốn xem thử rốt cuộc là ai bảo vệ ai. Người không liên can thì cũng thôi đi, lại còn có công nữa. Lưu lộc ảm đạm cúi đầu, người ra tay này vì bảo vệ người mà phát lực thật sự hơi ác, chẳng những muốn bảo vệ người mà còn muốn mượn chuyện này để đảm bảo tiền đồ cho người được bảo vệ. Nói cách khác, có thể làm chuyện này đến mức này, vì đảm bảo tiền đồ của ai đó, quyết tâm của người phát lực không cần nghĩ cũng biết, hắn ta sẽ không để ai lật lại chuyện ti tình báo gián điệp để cản trở tiền đồ người được bảo vệ. Ai gánh cái tội danh này thì cứ tiếp tục gánh, không phải tình huống đặc biệt sẽ không cho người có cơ hội lật lại bản án. Lúc đầu ta đã nói rồi, không nên tự tiện từ trước đình úy, phụ thân lại dễ dàng tin chuyện ma quỷ của đồng mạch, nếu không có ai dám tùy tiện bóp chúng ta vậy chứ. Tống Toàn phất tay áo oán giận, với hắn ta mà nói, hắn ta cũng phiền phức rồi. Ai mà không biết hắn ta là nhi tử của Tống Cửu Minh, loại minh tranh ám đấu này, đối phương đã hạ độc thủ với cha, sao có thể để cho hắn ta cơ hội trưởng thành rồi quay giáo đâm lại. Lưu Lộc vội nói, tai vách mạch rừng, đại gia nói cẩn thận. Tống Toàn xích lại gần, trầm giọng nói, tin tức chuyện này không thể để dò gì ra, nếu không sẽ lập tức tan đàn sẻ nghé. Lời vừa dứt, ngoài viện có một người đi tới, trong tay cầm một phong thư, mặt căng ra, kẻ đó chính là Tống Thư. Tống Toàn và Lưu Lộc nhìn hắn ta, Tống Thư đi đến trước mặt hai người, đưa bức thư trong tay ra, trầm mặt nói, Vương Hoành vừa cử người đến, cưỡng ép đón nữ nhi về. Đây là thư đích thân Vương Hoành viết, nói nữ nhi còn trẻ, làm cha mẹ không đành lòng nhìn nữ nhi phải thủ tiết mãi, hy vọng Tống ra viết một văn thư cho phép nữ nhi của hắn tái giá. Tống Toàn nhận thư mở ra xem, nội dung trong thư quả thật như vậy. Câu chữ trong thư tuy nói là hy vọng tống ra đồng tình nhưng ngữ khí thì không thể nào có thể thương lượng thêm. Sau khi Lưu Lộc cầm thư, sắc mặt cũng căng thẳng như tống toàn. lúc này vương hoành muốn đoạn tuyệt quan hệ với tống gia, xem ra vì cận thần của bệ hạ này đã biết chút gì đó, đồng nghĩa một khía cạnh nào đó đã chứng minh phán đoán của họ. vương hoành muốn nữ nhi tái giá, nếu trong tình huống bình thường cũng không có gì, nhưng trong lúc này đối với tống gia mà nói quả thực là bỏ đá xuống giếng, để người hữu tâm thấy thì sẽ nghĩ như thế nào? nhưng tống gia không dám cự tuyệt, nếu tống gia không đồng ý, vương hoành làm to chuyện lên càng khiến tống gia mất hết mặt mũi không phải chính vương hoành cũng muốn làm vậy sao điều tra thử xem rốt cuộc là kẻ nào ra tay và muốn bảo vệ ai còn nữa xem thử có cách nào để biết được rốt cuộc bên ty tình báo gián điệp đã xảy ra sơ sót gì tống toàn xanh mặt nghiến răng nghiến lợi đã cảm nhận được dấu hiệu của mưa gió sắp nổi lên tống thư nghe xong cũng ý thức được chuyện của vương hoành không đơn giản như vậy nghi ngờ nói xảy ra chuyện gì trời chiều đẹp vô cùng chỉ tiếc đã gần hoàng hôn quận thanh sơn quận thành ánh tịch dương chiếu rọi thương thuộc thanh che mặt đang đi qua lại trên thành, thỉnh thoảng lại nhìn về phía xa. Ở đây nhận được tin, biết sáng sớm viên phương sẽ về tới Sơn Trang huyện Thương Lư, nhưng chỉ mình viên phương trở về. Ở huyện Thương Lư vồ hụt viên phương lại lập tức chạy đến quận Thanh Sơn, tính toán thời gian, trên đường sử dụng khoái mã dịch trạm quận Thanh Sơn, trời trạng vạng tối hẳn có thể đã đến mới đúng. Thương thuộc thanh vào thành đã được một canh giờ, đi qua đi lại, chờ trước. Nàng không biết một mình viên phương quay về là có ý gì, như hữu đạo đâu chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Viên Phương không thể nói hết mọi chuyện với người dưới, trong tin huyện Thương Lư đưa về dĩ nhiên cũng không có tin tức của Ngưu Hữu Đạo. Nơi xa xuất hiện một giải khói bụi, một người một ngựa xuất hiện ở trong tầm mắt, Thương Thục Thanh nhìn chằm chằm, trong mắt dần lộ ra vui mừng, dần dần thấy rõ, chính là Viên Phương. Khoái mã dĩ nhiên không thể trực tiếp đi vào cửa thành, dừng lại trước cửa thành liền nghe thấy một giọng nói dịu dàng êm tai lại vô cùng quen thuộc trên thành kêu lên trụ trì Viên Phương. Viên Phương ngẩng đầu nhìn lên, nhếch miệng cười một tiếng, quận chúa. Sau đó không cần phải nói, tiến vào thành, đi thẳng lên tường thành không chút trở ngại. Nhìn dáng vẻ phong trần một mỏi của Viên Phương, Thương Thục Thanh đoan trang hữu lễ nói, trụ trì đi đường vất vả rồi. Không sao, không sao. Viên Phương vui tươi hớn hở khoát tay, Thương Thục Thanh đưa tay mời lão đi vào trong thành nghỉ ngơi. Sau khi dâng trà xong, Thương Thục Thanh cho người lui xuống, đợi Viên Phương đặt tách trà trong tay xuống mới hỏi sao chỉ có mình trụ trì trở về đạo gia đâu viên phương thuận miệng đáp vương gia đã đoạn tuyệt quan hệ với đạo gia đạo gia không tiện công nhiên lộ diện trở về thương thục thanh hơi trầm mặc lại hỏi chẳng lẽ đạo gia cũng quay về rồi chỉ là không lộ diện viên phương khoát tay không đạo gia còn có việc đang quần nhau với một đám cầu tặc không rảnh trở về để cho ta về trước cầu tặc thương thục thanh vội hỏi xảy ra chuyện gì sao viên phương vỗ đùi xảy ra chuyện lớn rồi Tống gia phái cao thủ ba môn phái một đường đuổi giết chúng ta, chẳng những tống gia, ngay cả triều đình Yến quốc cũng phái một lượng nhân thủ lớn bao vây trận đánh đạo gia, dọc đường chúng ta quả thực phải liều cái mạng này, may là đạo gia cao minh, không chắc chúng ta đã gặp Phật tổ lâu rồi. Thương Thục Thanh nghe hãi hùng khiếp vía, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, hỏi chuyện gì xảy ra. chương 231, bí mật bất truyền, ai ngờ viên phương gãi đầu một cái, đạo gia nói, chuyện trong hành trình không được để lộ với bất kỳ ai. Nếu không sẽ càng nguy hiểm, Quận chúa, người đừng làm khó ta. Thương Thục Thanh bó tay rồi, nàng cũng không phải là người như vậy, nếu người ta nói không thể nói, nàng cũng không tiện bức bách. Có điều viên phương này nửa nói nửa không làm nàng càng lo lắng, cái gì mà tống ra phái cao thủ ba môn phái truy sát, cái gì mà triều đình yến quốc cũng phái một lượng nhân thủ lớn bao vây chặn đánh, vừa nghe thấy đã khiến người ta hốt hoảng trong lòng, như vậy thì sẽ nguy hiểm chừng nào chứ? Nếu nguy hiểm, sao đạo gia còn không trở về mà chỉ để mình ngươi trở về? thương thục thanh lại hỏi viên phương đạo gia nói đến mà không trả lễ thì không hay đang cùng bọn hắn vật tay đấy thực ra ta cũng không muốn trở về thế nhưng không còn cách nào khác ta phải giúp đạo gia viện binh thương thục thanh muốn mời người của thiên ngọc môn tương trợ nếu là như vậy nàng chuẩn bị phải giúp đỡ cầu xin viên phương khoát tay không cần đâu thể đợi được người của thiên ngọc môn đến đạo gia phái người liên hệ nhân thủ sáu nước tương trợ ta phụ trách bên triệu quốc chuyện của ta xong xuôi hiện tại cũng khó liên hệ với đạo gia nên quay về trước theo phân phó của đạo gia. Thương thuộc Thanh sừng sốt một chút, nhân thủ sáu nước. Người phụ trách triều quốc, động một tí đã đem quốc gia ra nói, trong lúc nhất thời không biết chuyện viên phương làm lớn chừng nào, càng không biết chuyện nghiêu hữu đạo đang làm lớn chừng nào. Quận chúa, nghe nói người trong chùa của ta cũng chuyển đến rồi, ta phải đi kiểm tra công khóa của bọn hắn, đừng thấy ta không ở đây thì lười biếng. Viên phương cầm chén trà ực mạnh một hơi, không nói hai lời, đứng dậy bỏ đi. Thương Thục Thanh đi theo rất im lặng, những lời lẽ không rõ ràng này thật sự càng khiến người ta lo hơn. Có điều từ thái độ nhẹ nhõm của viên phương có thể thấy hình như Nhiêu Hữu Đạo có thể ứng phó được, nàng cũng thoáng yên tâm hơn. Ngoại thành huyện Bắc Sơn, ba người cưỡi ngựa lao từ trong thành ra, quất soi thúc ngựa chạy nhanh, hai bên đường lớn là đồng ruộng, mạ non đang lúc xanh um. Xuyên qua đồng ruộng, con đường lớn đâm thẳng vào rừng núi, ba người cưỡi ngựa chạy lên vùng đồi núi, chợt nghe thấy tiếng suỵt ba người nhìn lại thì thấy lôi tông khang đang đứng trên gò núi một bên vẫy tay với họ hắc mẫu đơn đoạn hổ ngô tam lượng vội xiết cương rừng gấp quay đầu chạy xuống sườn núi hắc mẫu đơn ngẩng đầu hỏi sao ngươi chạy tới đây trước đó nghiêu hữu đạo bảo nàng ta đến huyện thành bắc sơn tìm đoạn hổ và ngô tam lượng nơi chia tay không phải ở đây mà còn ở phía trước một đoạn lộ trình trên gò núi truyền đến tiếng vó ngựa cộc cộc nghiêu hữu đạo đang ngồi lắc lư trên lưng ngựa xuất hiện bên cạnh lôi tông khang từ trên cao nhìn xuống bọn họ, hai chân thúc vào bụng ngựa, con ngựa chở hắn lao xuống dốc núi. Lôi tông khang trên sườn núi cũng quay người đi, chỉ một lát sau cũng cưới ngựa lao xuống. Đạo gia, đoạn hổ và ngô tam lượng cùng ôm quyền, trên mặt vui mừng vì lại tương phùng. Cho dù vẫn là tán tu nhưng bất chi bất giác chỉ cần nhìn thấy như hữu đạo là sẽ không cảm thấy mình vẫn là tán tu khổ sở kia. Đi đường vất vả rồi, như hữu đạo cười tủm tỉm với hai người, hất cầm với hắc mẫu đơn hắc mẫu đơn lập tức trở về nói đạo gia xem rồi dưới mái hiên khách sạn ngoài đen lồng bắt mắt nhất là treo một đóa hoa đỏ lớn như hữu đạo gật đầu đoạn hồ còn nói đạo gia trên đường chúng ta tới bắc sơn thấy có bắt bớ ở dịch trạm hỏi thăm một chút thì biết kẻ bị bắt hình như đều là những tai mắt ẩn nấp ở dịch trạm đi thôi như hữu đạo mỉm cười hắn thúc ngựa chuyển hướng mấy người liền đi theo còn về chuyện đoạn hồ nói trên đường hắn cũng tìm dịch trạm nghe ngóng tùy tiện đưa cho dịch tốt ít tiền là có thể hỏi ra được, rất nhiều dịch trạm đều xuất hiện việc bắt người. Vừa nghe thấy động tĩnh này là hắn biết bên hải như Nguyệt đã làm theo rồi. Thực ra lúc đó hắn cũng có thể liên lã với người của quan phủ địa phương, nhưng những quan viên bên dưới phức tạp quá, có quỷ mới biết tình hình thế nào, có quỷ mới biết có trung thành với triều đình triệu quốc không, có quỷ mới biết có xảy ra tranh chấp phe phái nên giấu giếm không báo không. Không thể khẳng định người ta có thể kịp thời báo lên triều đình không hoặc nói ai mà biết có giống như những dịch tốt nằm vùng kia không, Nhìn cuộc sống thảm thương của dân chúng nơi đó hắn không có lòng tin với những kẻ kia lắm. Thêm nữa quan địa phương cũng không có quyền quyết định lớn lắm, rất nhiều người còn không dám gánh trách nhiệm, vì tiện nhận một báo cáo không thể làm rõ của bên dưới cũng có thể báo lên trên. Nhiều hữu đạo không có lòng tin với bọn hắn lắm, báo cáo theo từng tầng cũng rất phiền phức, làm chậm trễ thời gian của hắn. Trong tình huống không rõ, không hiểu, ổn thỏa nhất vẫn là tìm hải như nguyệt chắc chắn hải như nguyệt biết liên hệ với người nào trong triều đinh là có thể nhanh chóng giải quyết vấn đề sự thật chứng minh hắn không sai đi đến trời gần sáng mấy người mù quáng đi theo như hữu đạo không biết ngày đêm dù đoán dịch trạm không vấn đề rồi nhưng để đảm bảo an toàn trên đường lúc nghỉ ngơi vẫn không ở dịch trạm mà nghỉ đêm trong hoang nguyên và rừng núi lúc gặp trời mưa mới chỉnh đốn lại một chút ở dịch trạm cố gắng không tiếp xúc với người dịch trạm quá nhiều hôm nay lại gặp phải một trận mưa rào lớn cả nhóm chui vào trong một dịch trạm nhỏ yêu cầu một phòng ngủ lại bên ngoài sấm sét lóe lên tiếng sấm rền rĩ như hiếu đạo ngâm mình trong bồn tắm cửa sổ mở nằm nhìn mưa gió bên ngoài bên trên bày một bình rượu một thanh kiếm thỉnh thoảng lại rót một chén uống chậm rãi hắn uống đến khi hết rượu nước cũng lạnh mới bỏ ra sau khi đổi y phục hắn lại gõ lên thành ván gỗ cốc cốc hai lần chỉ chốc lát sau hắc mẫu đơn mở cửa nhìn vào rồi lại rời đi bảo dịch tốt tới khiêm bồn tắm đi sau đó mới cầm lược giúp Ngưu Hữu Đạo trải đầu. Bên ngoài mưa lớn, vì sao không đóng cửa sổ? Hắc Mẫu Đơn hỏi một tiếng, kỳ thật muốn nói, người tắm rửa ngay cả cửa sổ cũng không đóng à? Về sau nghĩ lại bản thân mình còn tắm giữa trời thì liền nuốt trở lại. Ngưu Hữu Đạo ngồi nhắm mắt chậm rãi nói, nghe gió nghe mưa, nhìn gió nhìn mưa. Hắc Mẫu Đơn im lặng, giúp hắn trải đầu xong sau đó lại cầm quần áo hắn đi giặt. Dọc đường nàng ta đã quen thói hầu hạ vị này, mà vị này cũng hưởng thụ như chuyện đương nhiên những người khác cũng ngầm hiểu, đều cho rằng giữa hai người có gì đó. Sau khi thân thể nhẹ nhàng khoan khoái, Ngưu Hiếu Đạo mặc quần áo nằm nghiêng trên giường, một tay gối đầu chợp mắt. Không lâu sau, Hắc Mẫu Đơn giặt quần áo xong quay lại, gõ cửa đi vào, đặt một cái bát trước mặt Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hiếu Đạo nửa mở con mắt hỏi một tiếng, thứ gì, Hắc Mẫu Đơn, xương đường. Ngưu Hữu Đạo hơi phủi phủi ngón tay, con mắt lại nhắm lại, biểu thị không có hứng ăn. Đưa xương đường đến chỉ là lấy cớ, Hắc mẫu đơn nói cơn mưa này đột nhiên dừng lại, nói không chừng lát lại mưa, hay hôm nay nghỉ ngơi ở đây, ngày mai lại đi. Như Hữu đạo mở mắt nhìn sắc trời bên ngoài một chút, ánh mắt nhìn cái bát trên tay nàng, dừng một chút hỏi thử dịch trạm có thịt mỡ không? Thịt mỡ của heo sao? Hắc mẫu đơn hồ nghi, cho là mình nghe lầm. Ừm, Như Hữu đạo gật đầu. Hắc mẫu đơn có, vừa bảo bọn hắn thịt một con heo. Như Hữu đạo xoay người đứng dậy, đi ra ngoài cửa. Ta mời các ngươi ăn cơm hắc mẫu đơn lơ ngơ, mời chúng ta ăn cơm, cần thiết sao, về sau, nàng mới hiểu là có ý gì, nàng đi theo nghiêu hữu đạo đến phòng bếp dịch trạm, nhìn tư thế đó, hóa ra là muốn đích thân xuống bếp. Hắc mẫu đơn vội can, đạo ra, sao có thể để người làm việc này, để người dịch trạm làm là được rồi. Nghiêu hữu đạo nhìn mấy người đi tới, đùa nói các người thật có phúc, dạy các người chút bí mật bất truyền, thế giới này hiện tại chỉ có hai người biết. chương 232, kẻ kiêu căng 1 Nghe thấy những lời này, mấy người lập tức đuổi hết dịch tốt trong bếp ra. Như hữu Đạo bảo bọn hắn tìm người của dịch trạm lấy ít gừng, tỏi, sau khi được viên cương kiểm chứng phát hiện trong phòng bếp không có những thứ này nhưng ở hiệu thuốc thì có, được coi là thuốc chứ không phải đồ ăn. Thí dụ lúc trước khi bọn họ gặp mưa vào dịch trạm, dịch trạm liền nấu canh gừng dâng lên. Tay áo sắn lên, dao trong tay cắt từng miếng thịt mỡ, kiếm còn dùng đẹp mắt như vậy thì dao này đã tính là gì? Đồng thời hắn chỉ huy mấy người nhóm lửa, rửa rau, rửa giấy đổ nấu bếp. Một nồi thịt kho, thịt mở dưới đáy nồi đảo mấy cái rồi không quản nữa, thịt ba chỉ cắt thành từng khối lại dùng gừng tỏi làm gia vị xử lý. Đám hắc mẫu đơn hai mặt nhìn nhau, động tác gọn gàng, đồ làm bếp sử dụng đâu vào đấy, có chút nghi ngờ không biết có phải trước đây vị này là đầu bếp không. Thịt mỡ trong nồi đã chảy thành dầu, vớt tóp mỡ ra, đổ dầu vào chén, đổ xương đường vào trong nồi với chút dầu còn lại. Đám hắc mẫu đơn im lặng, làm gì vậy? đường với mỡ trộn vào nhau, quá buồn nôn, sao ăn được chứ? Khuấy khuấy nồi, đường và dầu quện vào nhau, như hữu đạo đổ trộn thịt vào lại xào xào, sau đó thêm tỏi gừng vào hầm. Rất nhanh, trong phòng bếp bay ra một mùi thơm kỳ dị, một mùi thơm mọi người chưa từng được ngửi thấy, vừa ngửi đã khiến người ta nuốt nước bọt. Mỗi mấy người khịt khịt, ai nấy đều mặt mày nghiêm túc, hơi tin là bí mật bất truyền, hắc mẫu đơn nói với lôi tông khang, đi canh đi, đừng để người khác tới gần. Ngụ ý là đừng cho người ta học trộm sau khi một nồi thịt kho tàu bóng loáng nấu xong lại hấp một con cá rồi dùng thịt xào với mấy loại rau xanh trong bếp tất cả đều dùng mỡ heo không còn cách nào khác ở đây không có dầu khác để dùng nghiêu hữu đạo vừa làm vừa chỉ điểm cho hắc mẫu đơn dạy nàng ta làm thế nào sau khi hoàn thành nghiêu hữu đạo vung tay như trưởng quỹ bỏ đi đây là một cách phát tài đấy dọn dẹp sạch sẽ đừng để lại vết tích hắc mẫu đơn thấp giọng dặn dò đoạn hổ sợ bị người ta học mất cùng những người khác bưng đồ ăn đi trong hành lang dịch trạm, mấy người sớm đã ngửi thấy mùi thơm mê người kia, tò mò nhìn mấy người mang đồ đi. Sau đó dĩ nhiên là nhìn đám người ăn như gió cuốn, uống từng hớp rượu lớn, đám hắc mẫu đơn không thể dừng ăn được. Nghiêu hữu đạo chỉ chấm mút một chút rồi thôi, với hắn mà nói, hương vị chỉ có thể coi là tạm chấp nhận được, vẫn chưa đủ gia vị. Hắn và viên cương đối phó với cái miệng của mình chắc chắn không chỉ làm ba bốn thứ này. Nhưng đối với đám hắc mẫu đơn mà nói, đây là mỹ vị tuyệt thế, mắt ai nấy tỏa sáng, suýt chút nữa là nuốt cả đầu lưỡi, món mặn không nói, họ không nghĩ đến rau tươi cũng có thể nấu ngon đến thế. Người trong dịch trạm luôn đứng đây nhìn, nghi ngờ, ngon đến thế sao? Có điều đúng là thơm thật, dịch trưởng lén hỏi đầu bếp có thể nhìn ra làm thế nào không? Đầu bếp lắc đầu, không biết, chỉ biết bọn hắn có bỏ vào trong vài vị thảo dược. Dịch trưởng im lặng, không nếm cũng được, thuốc sao có thể ăn bậy chứ? Mấy dụng cụ đựng đồ ăn trên bàn đã trống không hết, mấy người đoạn hổ sờ bụng, bộ dạng sống trên đời đúng là không uổng phí, vẫn chưa thỏa mãn. Hắc mẫu đơn ngại ngùng cười, vì tướng ăn của mình ban nãy chẳng hề có ý tứ, có điều ăn đúng là thoải mái thật. Ngô Tam lượng sờ bụng không kìm được nhắc nhở một câu, đạo ra, phía đông không xa chính là Bắc Châu Hàn Quốc. Lời nhắc nhở này không phải không có nguyên nhân, đoạn đường này đi về phía Bắc, giống như muốn đi Hàn Quốc. Nhưng nếu thật sự muốn đi Hàn Quốc Bắc Châu vốn thuộc phía Đông Yến Quốc giờ chính là địa bàn Hàn Quốc. Nghiêu hữu đạo cười nhạt một tiếng, đến lúc đó sẽ biết. Rứt lời đứng dậy rời đi, nguyện đi lòng vòng xa một chút không phải không có nguyên nhân, nghe nói hiện tại Thượng Thanh Tông đang ở địa bàn Bắc Châu của Thiệu Đăng Vân. Nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, cố gắng để phòng chạm mặt người Thượng Thanh Tông. Hắc mẫu đơn quay đầu trách ngô tam lượng, có ăn rồi mà vẫn không lấp được miệng của ngươi à? Ngô tam lượng ngạc nhiên, ta có nói sai gì sao? Hắc mẫu đơn, đang yên đang lành nhắc đến Bắc Châu làm gì? Ngô Tam Lượng kinh ngạc, nhắc đến Bắc Châu thì sao? Hắc mẫu đơn ép giọng nói, thân phận đạo gia giờ không phải ngươi không biết, chẳng lẽ chưa nghe mấy lời đồn đãi kia à, trưởng môn Thượng Thanh Tông giờ đang ở Bắc Châu, lỡ lời đồn kia là thật vậy không phải ngươi đang trả lên vết sẹo của người ta à? Cái gọi là lời đồn là do tống ra thả ra, nói điện ngục gả cho Ngưu Hữu Đạo để cướp chức trưởng môn của Ngưu Hữu Đạo, người trong cuộc không lên tiếng, ngoại nhân cũng không biết rõ thật giả. Ngô Tam Lượng sửng sốt một chút, vội nhỏ giọng nói xin lỗi nói, lỡ lời, lỡ lời. Ngày hôm sau trời quang mây tạnh, cả nhóm lại xuất phát, như hiếu đạo lật người lên ngựa thì trợn tròn mắt, lôi tông khang đang vác một cái nồi đen, ngô tam lượng nhấc hai bao gai, đoạn hổ bước nhanh theo sau cầm một thứ như cái chậu bỏ vào trong bao bố của ngô tam lượng. Các ngươi muốn dọn sạch bếp của người ta sao? Như hiếu đạo cao mày nói, các ngươi làm cái gì vậy? Hắc mẫu đơn chạy theo sau nhét một thứ vào bao của ngô tam Lượng. cười hì hì, mang đi, dùng trên đường. Nghiêu hữu đạo liếc mắt, mấy tên này thật đúng là không ngại mệt, thật sự không còn gì để nói bèn đánh ngựa lao đi trước. Mấy người phóng ngựa theo sau, có điều dọc đường cái bao bố của mô tam lượng cứ kêu chèn 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 không ngừng làm nghiêu hữu đạo hơi nhức răng. Càng làm cho nghiêu hữu đạo không thể chịu được còn ở phía sau. Đạo ra, ta đi mua một ít đồ ăn, giữa đường ôm địa đồ xem, biết cách đó không xa có thành trấn người nào đó lên tiếng chào hỏi, khoái mã chạy trước. Không bao lâu, người nào đó cầm mấy cân thịt theo quất soi thúc ngựa quay về, hình ảnh kia quá đẹp, đặc biệt là những người khác bắt đầu soi mói về chuyện thịt heo nạc mỡ thế nào. Nghiêu hữu đạo ngửa mặt lên trời cạn lời, mặc dù đều là máu thịt thì không thể tránh được phàm tục, nhưng tu sĩ trong ấn tượng của hắn không phải như vậy. Trong lúc nghiêu hữu đạo đứng trên vách núi chống kiếm ngắm sao trời, ý cảnh đều đẹp thì dưới chân núi bắt đầu có khói dầu bay lên, tiếng nổi niêu lạch cạch xào nấu không ngừng. Trên đường đi, gặp gỡ thành trấn không phải khoái mã đi mua một ít thịt, thì cũng là khoái mã đi mua một ít rau tươi. Bốn người hắc mẫu đơn rất hứng thú với bí mật bất truyền này, đều muốn đem ra luyện tay nghề, nhưng nồi chỉ có một cái, bốn người chỉ có thể thay phiên nhau cầm muôi cho nên mỗi lần ai sắp đến lần cầm muôi kế tiếp thì người hô hào muốn đi mua thức ăn chắc chắn là vị đó. Như hữu đạo cảm giác tốc độ đi đường hình như chậm đi một chút, động một chút lại muốn dỡ nồi nấu đồ ăn, không chậm mới là lạ. Thời gian dần trôi qua, như hữu đạo cũng đã quen với bốn người này, không còn cách nào khác, do hắn làm hư đầu tiên, thỉnh thoảng, gặp lúc điều kiện thích hợp còn chỉ bọn hắn một món ăn mới. Trên đường đi có tiếng chẻng chẻng dẫn đường dĩ nhiên là hấp dẫn người đi đường quay đầu lại, như hữu đạo cũng dần quen thuộc rồi. Còn chuyện dùng bữa ở thành trấn và dịch trạm trên đường, bốn người hắc mẫu đơn đã không còn hứng thú nữa, nếu có thể ăn ngon, vì sao lại phải ăn dở, họ chướng mắt mấy thứ cơm nước kia, họ tình nguyện tự ra tay nấu nướng. Lặn lội đường xa cũng thật sự buồn tẻ vô vị, như hữu đạo cũng mặc kệ. Cứ thế chậm rãi đi đường, họ ra khỏi cảnh nội triệu quốc, tiến vào cảnh nội Hàn Quốc. Non xanh nước biếc, một nhóm hơn 30 người, tiếng vó ngựa cộc cộc, thanh niên dẫn đầu áo trắng áo khoác đen, khuôn mặt tuấn nhã, tóc cài một cây châm ngọc bích, sau lưng là hơn 30 tùy tùng, một nửa võ sĩ, một nửa tu sĩ. Sau khi sông lên một con dốc, thanh niên đưa tay, nhìn ngựa xoay chuyển vài vòng tại chỗ. Một người vội vàng lên xiết cương, pháp sư tùy hành hỏi, đại công tử, sao vậy? chương 233, kẻ kiêu căng hai Thanh niên đón hướng gió trong núi đưa mũi hít hít, hỏi xung quanh, mùi thơm gì vậy? Cả đám đều khịt khịt mũi, không nói hai lời, hai tu sĩ rời khỏi lưng ngựa lập tức bắn lên trên cao, theo hướng gió bay thẳng vào rừng núi. Giữa hai núi, dòng suối róc rách, bọn nghiêu hữu đạo đang tạm nghỉ ở đây. Hắc mẫu đơn đang nấu một nồi thịt kho tàu, mùi thơm mê người, nghiêu hữu đạo ngồi một bên rất bất đắc dĩ, ngay cả thịt kho tàu ăn nhiều ngày như vậy mà đám này cũng không ngán sao hai bóng người vút không lao đến mấy người bỗng nhiên quay đầu nhìn lại chỉ thấy hai hán tử trung niên lách mình đáp xuống đất lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn họ bọn nghiêu hữu đạo chậm rãi đứng dậy mắt đều lộ tia cảnh giác từ khoảng cách hai người đối phương bay đến có thể thấy tu vi ít nhất cũng là kim đan kỳ hai người đến có thể là tu sĩ kim đan kỳ là địch hay bạn còn chưa biết mấy người hơi nghi ngờ không biết có phải yến quốc phái tới hay không Ánh mắt hai hán tử trung niên sau đó đều nhìn chầm chầm vào cái nồi đang đậy kín nắp trên lửa, một người chắp tay, không biết trong nồi là thứ gì, có thể mở mang kiến thức không? Nghiêu hữu đạo đưa tay, xin cứ tự nhiên, lúc này người kia đi đến bên cạnh nồi, đưa tay mở nắp ra, trong nồi là thịt kho tàu đang sôi ủng ục, mùi thơm mê người sộc vào mũi, hắn ta không khỏi hít sâu một hơi. Một người khác đi tới, hít hà, khen, đồ tốt, đây là vật gì? Không biết chế tác như thế nào? nghiêu hữu đạo bình tĩnh thong dong đi đến bên cạnh hai người mỉm cười nói chúng ta hình như vốn không quen biết hai người nhìn nhau không có gì đậy nắp lại cùng nhau thả người vút không lao đi đi thì đi đi lần này mấy người nhìn rõ thật sự là tu sĩ cảnh giới kim đan đám hắc mẫu đơn nhẹ nhàng thở phào đi thì tốt nếu thật sự gây chuyện thì phiền phức rồi ai ngờ chẳng được bao lâu tiếng vó ngựa lộn xộn truyền đến chim chóc trong núi kinh sợ bay đi một đám bóng người thấp thoáng xuất hiện nam tử áo trắng áo khoác đen tuấn nhã dưới sự hộ vệ của đám đông hiện thân trong rừng không nhanh không chậm đi dọc đến khe suối đám nghiêu hữu đạo tim đập mạnh thấy tên tu sĩ kim đan trước đó rời đi trong đám đông hóa ra còn không chỉ hai người là một đám người nhìn trang phục của vài người rõ ràng là nhân mã quan binh đám hắc mẫu đơn hơi hối hận có vẻ bị mùi thơm đồ ăn dẫn tới sớm biết đã không làm vậy rồi cả đám tiến tới gần nam tử tuấn nhã phát tay vén áo choàng lên xoay người nhảy xuống ngựa dưới sự hộ vệ của hai bên tiến lên chắp tay nói, nghe nói có đồ tốt, mạo muội đến đây quấy rầy, muốn mở mang kiến thức, mong các vị đừng trách. Đi thẳng đến chào hỏi Ngưu Hữu Đạo, từ tình hình bảo vệ của đám Hắc Mẫu Đơn có thể nhận ra Ngưu Hữu Đạo là người cầm đầu đám này. Ngưu Hữu Đạo chắp tay đáp lễ, cũng không phải đồ tốt gì, không biết tôn giá là cao nhân phương nào. Nam tử Tuấn Nhã, Thiệu Bình ba Bắc Châu, Ngưu Hữu Đạo hơi sướng ra, Bắc Châu lại là họ Thiệu, lại nhìn thế trận của người ta, không khỏi hỏi, không biết thứ sử Bắc Châu là người nào của tôn giá. Thiệu Bình Ba cười nói, chính là gia phụ, nhìn các hạ bất phàm, không biết là cao nhân phương nào. Lời này cũng không tính được quá khen, bề ngoài khí chất tạm thời không đề cập tới, nhìn tuổi tác đám hắc mẫu đơn rõ ràng lớn hơn Nhiêu Hữu Đạo nhưng lại để Nhiêu Hữu Đạo cầm đầu chỉ dựa vào điểm này đã không hề tầm thường rồi. Nhiêu Hữu Đạo im lặng, vậy mà lại gặp được nhi tử của Thiệu Đăng Vân, khoát tay nói, ta cũng không phải cao nhân gì, chỉ là chân chạy việc cho người ta thôi, tại hạ trương tam mới từ chỗ ra các đại nhân triệu quốc đi xứ về phụng mệnh trở về kinh thành làm ít chuyện đây chẳng qua chỉ là nói mò nhưng đám hắc mẫu đơn cũng chẳng hề thấy lạ đối phương tốt xấu khó phân cứ lưu lại một lớp bảo vệ vẫn hơn à hóa ra là người của gia cát đại nhân thiệu bình ba khẽ gật đầu ngửi ngửi mùi thơm ánh mắt rơi lên cái nồi đậy kín nắp nghe nói trương huynh nấu đồ ngon không biết có thể cho thiệu mỗ hưởng chút lộc không như hữu đạo cười nói được thiệu đại nhân mở miệng ta sao dám không nghe, có điều hỏa hầu còn thiếu một chút, phiền người chờ một lát. Đó là tất nhiên, thiệu bình ba gật đầu, người phía sau hắn ta lập tức xuống ngựa hết, hắn ta lại hỏi như hữu đạo, không biết ra các đại nhân phân phó trương huynh đi làm việc gì. Nhiều hữu đạo nghe thấy đối phương muốn thăm dò thân phận của mình liền đáp, cũng không có gì, trước đó vài ngày ra các đại nhân nhận được chút tin tức từ kinh thành truyền về, trong nước đang chấn chỉnh lại dịch trạm khắp nơi bây giờ kinh thành muốn xác định rõ tình hình một chút, trong thư không thể nói rõ ràng nên bảo ta trở về bàn giao một chuyến. Thiệu Bình Ba sừng ra, chuyện dịch chạm là ra các đại nhân dò được tin từ triệu quốc. Như hữu đạo hỏi lại, có vấn đề gì sao? Hẳn là thiệu đại nhân có tin tức khác. Thiệu Bình Ba khoát tay không hỏi thêm về chuyện này nữa nhìn như hữu đạo bình tĩnh thong dong đối mặt với hắn ta. Chuyện chính sự cũng nói rõ ràng nên đại khái đã tin thân phận, bất quá lại hỏi Trương Huynh cũng là tu sĩ sao? Không biết xuất thân môn phái gì? Ngưu Hữu Đạo vốn muốn làm một thân phận đại môn phái Hàn Quốc nhưng lại không rõ thiệu ra có quan hệ thế nào ở đây nên không dám nói linh tinh, cười nói tán tu không môn không phái thôi. Thiệu Bình ba a một tiếng không nói thêm gì, cũng không biết có tin hay không. Thịt trong nồi đã chín, sau khi hắc mẫu đơn múc vào tô thì đặt lên một tảng đá lớn, Ngưu Hữu Đạo đưa tay mời. Nhưng lập tức có người bước lên rắc chút bột trắng nghiệm độc, xác định không có vấn đề mới khẽ gật đầu với Thiệu Bình ba, trong võ sĩ si tùy hành có người cầm một đôi đũa vàng đến cho thiệu bình ba như hữu đạo liếc mắt đem cách ăn mặc của thiệu bình ba liền phát hiện đây là một người rất chú trọng thể diện thiệu bình ba không khách khí gắp một miếng thịt trong tô lên quan sát một chút chậm rãi đặt vào trong miệng nhai nuốt dần dần nhắm mắt lại sau khi nuốt xuống liền lắc đầu sợ hãi than béo mà không ngấy mùi vị rất ngon đưa đũa lại cho người phía sau chỉ nếm một miếng có điều lại ra hiệu cho những người khác tất cả mọi người đến nếm thử đi hương vị thực sự đặc biệt, ăn rất ngon. Cũng không hỏi chủ nhân có đồng ý hay không, làm như đồ nhà hắn ta vậy. Mấy thủ hạ của hắn ta cũng lần lượt tới, người nếm một hai miếng, hắn ta nếm một hai miếng, hơn 30 người giày vò, rất nhanh chóng ăn sạch sẽ tô thịt. Thiệu Bình Ba ở bên lạnh nhạt liếc mắt nhìn đám nghiêu hữu đạo thấy bọn họ không dám có ý kiến thì trong lòng đã hiểu rõ vài chuyện. Cả đám người đều được ăn đồ ngon rồi, Thiệu Bình Ba liền nhìn về phía hắc mẫu đơn, vị đại tỷ này đúng là rất có tay nghề. Hắc mẫu đơn vội vàng khiêm tốn, thiệu đại nhân quá khen, tay nghề giỏi là trương gia, chúng ta chỉ vừa học ngày ấy, vẫn chưa giỏi. a à, thiệu bình ba chậm rãi nhìn như hữu đạo, trương huynh, cùng ta đi Bắc Châu một chuyến được không? Nghiêu hữu đạo khó hiểu nhìn hắn ta, thiệu bình ba giải thích nói, ta muốn mở tiệc chiêu đãi một vị khách nhân, muốn mượn chủ nghệ của trương huynh một chút. Tình hình gì vậy, bảo ta chạy tới Bắc Châu làm đầu bếp cho ngươi. Nghiêu hữu đạo mặt không chút thay đổi nói, công vụ mang theo, sợ là phải khiến thiệu đại nhân thất vọng. Thiệu bình ba, yên tâm, không chậm trễ bao lâu đâu, không cần vào Bắc Châu, cùng lắm chỉ tốn một ngày, lần này đi kinh thành, đường dài từ từ, cũng không quan trọng một ngày này, nếu triều đình hoặc là ra các đại nhân truy cứu, cứ việc đổ lên đầu ta, ta chịu trách nhiệm là được. Thiệu đại nhân nếu như thực sự cần, thủ nghệ của nàng không tệ, để nàng cùng người đi một chuyến có được không? Như hiểu đạo chỉ chỉ hắc mẫu đơn, không phải hắn ghét bỏ làm đầu bếp mà vì hắn không muốn đi Bắc Châu, càng không muốn đi cùng Thiệu Bình Ba. Nếu không phải đối phương thế lớn, chỉ với thái độ kiêu căng của đối phương, ngay cả hắc mẫu đơn hắn cũng chẳng muốn cho. chương 234, chẳng biết xấu hổ, Thiệu Bình Ba, ta mời khách quý, dĩ nhiên phải dùng thứ tốt nhất. Trương Hù Huynh đừng từ chối nữa, cứ quyết định như vậy đi. Nói xong hắn ta quay người bỏ đi, căn bản không cho ai có kè mặc cả, cũng không cho người ta cơ hội thương lượng, chờ mình lên ngựa, dẫn đám người đi ra khỏi rừng núi hắc mẫu đơn âm thầm kêu khổ biết mình khiêm tốn ngược lại đã gây phiền toái cho đạo gia mấy tu sĩ vây quanh đám nghiêu hữu đạo đưa tay nói mời đụng phải loại người không nói lý này nhóm nghiêu hữu đạo không còn lựa chọn nào khác cứ bị mang đi như vậy một mớ nổi niêu xong chảo bị bỏ lại trong rừng núi đám hắc mẫu đơn không có hứng mang theo nữ vì những thứ này đã gây ra phiền phức họ há không rút ra được bài học ra khỏi rừng núi bắt đầu quay lại đường lớn không quay về triệu quốc mà giữa đường đổi hướng đi thẳng về phía Bắc Châu. Trên đường, Lưu Hữu đạo lưu tâm quan sát Thiệu Bình Ba liền nghĩ ra được chút khác thường. Ngoài những lời đối đáp trong rừng núi, trên con đường sau này, Thiệu Bình Ba căn bản không để ý đến hắn, ngay cả chú ý đến hắn cũng không. Trên đường lúc nghỉ ngơi, hắn cũng không có cơ hội đến gần Thiệu Bình Ba. Ngẫm lại sự khách khí của đối phương khi mới gặp Thiệu Bình Ba, hắn dần hiểu ra, tuyệt đối khách khí không phải vì đồ ăn bọn họ làm ngon mà bởi vì không rõ lai lịch của bọn họ trước cung kính sau ngạo mạn, bước ngoặt thay đổi thái độ ở đâu. Hắn hơi vuốt tóc, không phải vì hắn thừa nhận mình là tán tu là là vì hành động đột ngột vô lễ của đối phương, đảo khách thành chủ tiêu diệt hết tô thịt kia. Đạo lý rất đơn giản, lúc mới gặp đối phương vô cùng hữu lễ chứng tỏ đối phương không phải kẻ không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, đột nhiên vô lễ như vậy quá khác thường. Trong chuyện này chắc chắn có vấn đề, nghĩ rõ điểm ấy, nghiêu hữu đạo bóp chán, bị người ta lặng lẽ thăm dò mà bên này không hề có chút phản ứng gì nên bị người ta nhìn thấu cân lượng. Mấu chốt là, lúc ấy hắn cũng không cần có phản ứng gì, không muốn gây thêm phiền phức gì. Ai ngờ đối phương vì muốn kéo hắn đi làm đầu bếp mà dắp tâm thăm dò như vậy, ai mà ngờ được chứ? Nghiêu hữu đạo hơi đau đầu, đụng phải người khó chơi rồi. Tiếp xúc thiệu bình ba, thông qua đủ loại chi tiết, hắn liền có thể cảm nhận được, loại người này cao ngạo từ trong xương cốt. Từ chuyện hắn tự báo mình là người ra cát tầm, phải đi kinh thành báo cáo, Thiệu Bình ba vẫn không khách khí kéo hắn đi làm đầu bếp là biết người này căn bản không đặt ra các tầm hoặc triều đình Hàn Quốc vào mắt, sự kiêu ngạo của người này không cần nghĩ cũng biết. Người ta không chỉ cao ngạo vì gia thế bối cảnh mà từ thủ đoạn trước cung kính sau ngạo mạn của người ta cũng có thể nhìn ra, đây không phải người không biết nặng nhẹ. Đây là một kẻ biết tiến biết lui, nắm chắc chừng mực, không phải loại người mù quáng tự đại vì gia thế bối cảnh. Người ta cao ngạo là vì sức mạnh và lực khống chế của bản thân, loại người này thường rất khó đối phó, bởi vì đầu óc rất tỉnh táo. Mà loại người này thường lý trí vô tình, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, thuộc loại động vật máu lạnh, hắn từng quen biết với loại người thế này, rất khó dây vào. Sau khi kiểm tra được sâu cạn của bọn họ lập tức chẳng thèm ngó tới, không cho chút thể diện nào, từ đó có thể thấy rõ vấn đề. Chỉnh đốn lại mạch suy nghĩ, như hiểu đạo ngược lại đã sốc lên 120% tinh thần, cả đường cẩn thận quan sát càng quan sát càng âm thầm kinh hãi trong nhóm tu sĩ có hai tu sĩ có thể khiến cho hai tu sĩ kim đan kia có thái độ cung kính nói cách khác hai tu sĩ kia cũng có thể là tu sĩ kim đan đồng thời địa vị cao hơn hai tu sĩ kia còn có hai tu sĩ trong lúc nói chuyện dường như qua lại ngang hàng với hai tu sĩ kim đan kia như vậy hai vị này cũng có thể là tu sĩ kim đan từ thái độ của những tu sĩ khác với sáu người này cùng với vài chi tiết khác hắn dần dần xác định bên cạnh thiệu bình ba có sáu tu sĩ kim đan bảo hộ thử hỏi thương triều tông lúc trước mang theo bí mật thập vạn nha tướng trong người, trên đường đi thiên ngọc môn chỉ phái bao nhiêu tu sĩ kim đan bảo hộ. Từ đó có thể thấy, thiệu đăng vân cực kỳ coi trọng đứa con trai này. Tình hình của thiệu đăng vân, như hiểu đạo không rõ lắm, chỉ loáng thoáng nghe nói hình như có ba bốn người con, chẳng lẽ bên cạnh mỗi người con đều có nhiều cao thủ như vậy bảo hộ sao? Tu sĩ kim đan không phải cải trắng, dường như rất không có khả năng, chẳng lẽ vì thiệu bình ba phải ra ngoài làm việc sao? mạch suy nghĩ của Ngưu Hữu Đạo lập tức càng lúc càng kéo rộng phạm vi quan sát. Tình hình đại khái của Bắc Châu xuất hiện trong đầu Ngưu Hữu Đạo, thực ra tình huống cụ thể của Bắc Châu hắn cũng không rõ. Thiệu Đăng Vân vốn là đại tướng trấn thủ biên quan Yến Quốc, sau phản bội Yến Quốc đầu quân Hàn Quốc, mở chốt thả cho đại quân Hàn Quốc công thành chiếm đất, cuối cùng cắt Bắc Châu ra khỏi bản đồ Yến Quốc, dường như được coi là phần thưởng đầu quân, Thiệu Đăng Vân trở thành thứ sử Bắc Châu, được tỏa trấn một châu. Nghe nói Thiệu Đăng Vân Bắc mượn thế của Hàn Quốc khiến Yến Quốc không dám hành động thiếu suy nghĩ, Nam mượn thế Yến Quốc khiến Hàn Quốc sợ ném chuột vỡ bình. Bây giờ Nghiêu Hữu Đạo nghĩ kỹ một chút, thân là một địch tướng đầu quân, ở một mức độ nào đó e không thể tránh khỏi sự bài xích của thế lực Hàn Quốc, nhưng Thiệu Đăng Vân có thể có được vùng đất một châu để xây dựng quân đội riêng khiến không ai làm gì được lão ta, điều này thật sự không đơn giản. Thiệu Đăng Vân vốn là đại tướng dưới chướng Ninh Thương Kiến Bá, nghe nói vì triều đình thanh tẩy bộ hạ cũ của Ninh Vương mới khiến Thiệu Đăng Vân làm phản. Bộ hạ cũ của Ninh Vương không ít, nghe nói bị thanh tẩy cũng không ít, nhưng dám quả quyết phản quốc dường như chỉ có một Thiệu Đăng Vân. Không hiểu, nhiều hữu đạo cảm thấy Thiệu Đăng Vân này khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán phong cách làm việc hơi giống Thiệu Bình Ba, kết hợp với những gì hắn thấy trước mắt, hắn hơi nghi ngờ, Thiệu Đăng Vân quả quyết phản bội có phải có liên quan đến Thiệu Bình Ba không? Bỗng cảm thấy có thể là mình cả nghĩ quá rồi, có lẽ là phụ tử di truyền, tính cách giữa phụ tử có sự tương đông, chuyện này hoàn toàn có khả năng. Bắc Châu vốn thuộc quyền sở hữu của Yến Quốc, vốn chia sông với Hàn Quốc để trị, giờ sông là sông của Hàn Quốc, đất cũng là đất của Hàn Quốc. Trên dòng sông lớn đã có mấy chiếc thuyền lớn chờ sẵn, nhân mã cùng tiến lên thuyền, người chèo thuyền nâng buồm lên, hai hàng mái chèo bên mạn thuyền bắt đầu chèo thuyền vượt sông. Mặt sông bao la, người chèo thuyền mạnh mẽ chèo chọn một khắc có thừa mới tới được bờ bên kia. Tàu cập bến, trên thuyền vứt ra một sợi dây thừng, trên bến đã có người nhận lấy cột vào cọc dựng ván làm cầu lần lượt xuống thuyền bến tàu sớm đã có không ít người nghinh đón thiệu bình ba xuống thuyền chắp tay khẽ gật đầu với đám người không ứng phó với những người khác mà chỉ đi thẳng đến trước mặt một nữ tử nghiêu hữu đạo xuống thuyền phía sau muốn không nhìn thấy nữ tử đó trong đám đông cũng khó không nói đến đối đãi đặc biệt của thiệu bình ba mà vì nữ tử kia thật sự quá xinh đẹp giống như hạc giữa bầy gà quá trói mắt tóc bối thanh loa kế đôi mắt phượng sáng lấp lánh vẻ mặt lạnh lùng đoan trang da thịt trắng như sứ, tư thái thướt tha, một bộ váy dài bằng lụa mày xám, khí chất xuất trần. Nhiều hữu đạo tương đối cạn lời, muốn không nhận ra nữ tử này cũng khó, nàng chính là đường nghi. Hắn đi vòng Bắc Châu vào Hàn Quốc là vì không muốn gặp người Thượng Thanh Tông. Hắn không muốn đến cùng Thiệu Bình Ba là lo gặp phải người của Thượng Thanh Tông, dù sao nghe nói Thượng Thanh Tông đầu quân cho Thiệu Đăng Vân, theo Thiệu Bình Ba xác suất gặp quá cao. Ai ngờ sợ điều gì sẽ gặp điều đó, Đường nghi lại đích thân đến bờ sông nghênh đón Thiệu Bình Ba, chuyện này là sao? Nhìn xung quanh không có chỗ nào để tránh, trừ phi trở lại trên thuyền, hoặc trốn vào trong nước. chương 235, nhân sinh như kịch một. Nhưng mà hắn hơi dậm chân, đằng sau đã có tu sĩ đụng vào hắn, ra hiệu hắn tiến lên. Trái phải đường nghi còn có hai người, hắn cũng nhận ra, một trong hai người là tô phá, còn người khác chính là đường tố tố nhiều lần muốn dồn hắn vào chỗ chết, thật đúng là oan ra ngõ hẹp có phải vì đường nhi là trưởng môn thượng thanh tông không hay vì nàng quá xinh đẹp thái độ của thiệu bình ba rõ ràng tốt hơn với những người khác may là lực chú ý của ba người dồn lên thiệu bình ba đối diện nghiêu hữu đạo nhân cơ hội trốn ra sau ngăn cản tầm mắt ba người trước tiên phải vượt qua được ải này rồi tìm cơ hội thoát thân sau khi trốn xong nghe thiệu bình ba nói nghiêu hữu đạo liền hiểu ra thiệu bình ba coi trọng đường nhi trong lời nói của thiệu bình ba căn bản không hề che giấu sự ái mộ muốn không nghe ra được cũng khó May là trong lời nói của Đường Nhi cũng có ý từ chối rất khéo léo, nếu không sẽ khiến Nhiêu Hữu Đạo chán ngấy. Không sai, hắn thật sự chưa tới mức thích Đường Nhi, với Đường Nhi không hề có cảm giác gì, càng không có cảm giác giữa nam nữ. Trên thực tế tới giờ trên đời này chưa có nữ nhân nào khiến hắn thích nhưng mẹ nó dù sao Đường Nhi cũng bái thiên địa với hắn trên danh nghĩa. Dù hắn không thích Đường Nhi nhưng hắn cũng không chấp nhận được vợ trên danh nghĩa của mình liếc mắt đưa tình với nam nhân khác trước mặt mình. Hắn còn chưa rộng lượng đến mức vô dục vô cầu đó đúng rồi có mang lễ vật về cho nàng đây hảo ý của đại công tử ta xin nhận thật sự không cần đâu ta là phụ nữ đã có chồng trong lúc nói chuyện đường nghi liên tục nhấn mạnh mình là phụ nữ có chồng có vẻ hy vọng thiệu bình ba biết khó mà lui biết nàng sẽ không nhận đồ vật lễ vật này rất đặc biệt ta mời một đầu bếp giỏi món ngon hắn nấu hẳn nàng chưa từng được thưởng thức không ngại nếm thử chứ thiệu bình ba cười quay đầu gọi trương huynh dường như lúc này mới nhớ tới nghiêu hữu đạo người phía sau lập tức tách ra hai bên nhường đường để nghiêu hữu đạo đi ra nghiêu hữu đạo cạn lời ánh mắt đường nghi tô phá đường tố tố đồng loạt nhìn chằm chằm về phía nghiêu hữu đạo trong nháy mắt đều khẽ giật mình nằm mơ cũng không ngờ là nghiêu hữu đạo vẻ mặt nghiêu hữu đạo lạnh nhạt đi tới chống kiếm trước người nhìn chằm chằm đường nghi mỉm cười nói đúng là một mỹ nhân chân mày thiệu bình ba hơi nhíu lạnh lùng nói trương huynh vẫn mong ăn nói cẩn thận nghiêu hữu đạo nhếch miệng cười thiệu đại nhân đây chính là khách quý người muốn mời tiệc. Thiệu Bình Ba gật đầu, đúng vậy. Nghiêu hữu đạo, thiệu đại nhân lôi ta từ xa đến đây là vì nàng, thành tâm có thể thấy rõ, ta thấy đại nhân và vị mỹ nhân này quả nhiên rất xứng đôi. Thiệu Bình Ba nhắc nhở nói, Trương Huynh, nói rồi, vị này là trưởng môn thượng Thanh Tông. Nghe thấy Thiệu Bình Ba xưng hô Trương Huynh, Trương Huynh ba người đường nghi nghi ngờ có phải mình nhận lầm người không, chỉ người giống người thôi, nhưng thanh kiếm nghiêu hữu đạo chống trước người là bội kiếm trước kia của đông quách hạo nhiên, cả ba người đều nhận ra. Người giống thì cũng thôi đi, ngay cả bội kiếm cũng giống, không phải như hữu đạo mới là lạ. Lời này của như Hữu Đạo không khác nào tát thẳng vào mặt Đường Nghi trước mặt mọi người. Không còn cách nào khác, hắn cũng không muốn gặp mặt Đường Nghi, nhưng tránh đã không tránh được, hắn chỉ có thể lấy tiến làm lùi, đầu tiên vứt ra vài lời để bên này đừng để lộ thân phận của hắn. Trong lòng Đường Nghi có chỗ thẹn không thể nói cho người khác, dù nói thế nào, như Hữu Đạo cũng là trượng phu trên danh nghĩa của mình, trước mặt trưởng phu mình, trước mặt mọi người lại không rõ ràng với nam nhân khác, trên đời có đạo lý như vậy sao? Những lời kia của Ngưu Hữu Đạo là sự mỉa mai cực điểm đối với nàng. Tô Phá hơi cúi thấp đầu, hơi thẹn, ngay cả Đường Tố Tố hận không thể giết Ngưu Hữu Đạo trong lòng cũng có chút khó xử, lúc này nếu công khai thân phận của Ngưu Hữu Đạo, vậy thì Đường Nhi sẽ trở thành trò cười trong thiên hạ, bị người ta chê cười cả đời. Ngưu Hữu Đạo đột nhiên hiện thân, lại hiện thân trong tình huống này là một cái tát đánh mạnh lên mặt ba người trưởng môn thượng thanh tông bốn người hắc mẫu đơn hai mặt nhìn nhau vị này chính là trưởng môn thượng thanh tông vừa rồi hình như không nghe nhầm vị trưởng môn này hình như tự thừa nhận mình là phụ nữ có chồng có điều chồng kia có phải vị trong lời đồn không hay là người nào khác nếu thật sự là vị trong lời đồn vậy vị trưởng môn này không khỏi chẳng biết xấu hổ là gì rồi nếu chồng kia là đạo gia đạo gia làm sao chịu nổi bản thân hắc mẫu đơn là nữ nhân cho dù đứng trên góc độ nữ nhân nếu nam nhân nào đó làm như vậy trước mặt mọi người, nữ nhân nào có thể chịu được. Bốn người biết thân phận Nghiêu Hiếu Đạo, nghe Nghiêu Hiếu Đạo nói thế này sao có vẻ như đang mỉa mai, cảm giác lời đồn hình như là thật. Đường Nhi ngoài mặt vô cùng bình tĩnh nhìn Nghiêu Hiếu Đạo hỏi, đại công tử, vị này là. Thiệu Bình Ba Giới Thiệu Sơ, Sứ Thần Đi Sứ Triệu Quốc, Thủ Hạ của Gia Cát Tầm Đại Nhân, Trương Tam. Thủ Hạ Gia Cát Tầm Sứ Thần Hàn Quốc, Đường Nhi không biết hắn chạy đi làm Thủ Hạ Gia Cát Tầm như thế nào, nhưng cái tên thì biết chắc là tên giả chắp tay không nói gì nghiêu hữu đạo chắp tay đáp lễ cũng không nói thêm gì ánh mắt quét về phía tô phá và đường tố tố bọn hắn cũng không dám nói rõ thân phận của hắn hắn an tâm rồi đuổi sạch những người không liên can trong tử lâu đi thiệu bình ba phất tay chỉ về phía một tử lâu bên bờ sông hạ lệnh ánh mắt nghiêu hữu đạo nhanh chóng nhìn sang đánh giá địa hình tử lâu nửa trên bờ nửa gần sông trên mặt sông còn có một ban công có thể ngắm được cảnh sông đẳng cấp không thấp rất nhanh toàn bộ khách nhân trong tử lâu đều chạy ra đám người trên bến tàu rời bước sang tử lâu có thể có tư cách tiến vào tử lâu cũng không nhiều lắm đầu bếp dĩ nhiên là có tư cách thiệu bình ba và đường nghi song song tiến vào tử lâu đi thẳng đến ban công ngắm cảnh sông rất có tình thú sau khi tiến vào nghiêu hữu đạo nhanh chóng quan sát không gian trong tử lâu rồi bị dẫn thẳng vào nhà bếp thiệu bình ba thật sự coi hắn như đầu bếp sai sử phòng bếp trong tử lâu không nhỏ lắm năm sáu nhân viên nhà bếp nhìn bọn hắn đầu bếp tai to mặt lớn tiến lên chắp tay nói, không biết vị bằng hữu này là đầu bếp danh tiếng nhà nào. Đột nhiên đến thông báo với bọn hắn có mời đầu bếp đến, bảo bọn hắn làm trợ thủ giúp đỡ. Gã cũng là người nổi tiếng trong nghề này, trong lòng rất không thoải mái, trong giọng nói có ý lĩnh giáo. Đại gia người thật sự coi lão tử là đầu bếp à. Nghiêu hữu đạo thầm mắng một câu, trong lòng hắn cũng không thoải mái, bị đường nghi làm cho dối, người nói gặp mặt thì gặp mặt thôi, kết quả hắn bị gọi tới làm đầu bếp, nhìn Tiểu Bình Ba và Đường Nghi chàng chàng thiếp thiếp, lát nữa hắn còn phải dâng mỹ vị lên cho đôi cầu nam nữ kia, bảo hắn làm sao chịu nổi. Keng, như Hữu Đạo đột nhiên rút ra một nửa kiếm làm cho đôi mắt đối phương hơi sáng lên. Đầu bếp sững sờ, chợt rụt đầu lại, dẫn mấy người xám xịt đi. Kiếm trở vào vỏ, như Hữu Đạo quay đầu nói với tu sĩ canh chừng, phòng bếp là cấm địa, phiền tránh đi một chút. Người kia nói, phòng bếp thành cấm địa lúc nào? Như Hữu Đạo, bí quyết nấu nướng của chúng ta không truyền ra ngoài, không tuân quy củ thì đừng ăn tu sĩ kia cũng không nhiều lời chậm rãi quay người rời đi chờ một chút nghiêu hữu đạo lại gọi hắn ta lại lấy bút mực giấy nghiên tới tu sĩ kia dừng bước quay đầu làm đồ ăn dùng bút mực nghiên giấy làm gì nghiêu hữu đạo chỉ phòng bếp trong phòng bếp này thiếu gia vị ta dùng ta viết ra để cho các ngươi dễ đi mua tu sĩ bước ra nghiêu hữu đạo tản bộ quan sát xung quanh phòng bếp tu sĩ nhanh chóng quay lại dĩ nhiên bút mực giấy nghiên cũng mang đến sau khi chấm mực, ngưu Hữu Đạo nâng bút viết mấy chục đồ vật, xé tờ giấy dày một chút, đưa sang, đi mua đi. Tu sĩ nhận lấy nhìn thử rồi đi. Đám hắc mẫu đơn trao đổi ánh mắt, không biết ngưu Hữu Đạo muốn làm gì, cần nhiều gia vị như vậy sao? Chương 236: Nhân sinh như kịch hai. Không nên nhìn đừng nhìn. Nghiêu Hữu đạo quay đầu xung quanh bảo đám hắc mẫu đơn tránh đi một chút, lại nâng bút nhanh chóng viết vài thứ, đặt bút xuống, thổi khô mực rồi gấp lại. Trên ban công ngắm cảnh sông, tu sĩ ra khỏi phòng bếp đưa tờ giấy cho thiệu bình ba nói đều là thảo dược đường nhi ở bên lặng im lưu tâm nghe xem vật phẩm trên tờ giấy thiệu bình ba hỏi trong đồ ăn lần trước hình như cũng có thả dược tu sĩ nói có hình như thuộc hạ nhìn thấy gừng tỏi trả tờ giấy lại thiệu bình ba cứ mua theo những gì trên này đi phòng bếp người không nên vào đã tiến vào đường tố tố gương mặt căng ra bước vào trong đạo ra hắc mẫu đơn nhắc nhở một tiếng nghiêu hữu đạo đứng trước cửa sổ quay đầu nhìn người đến chậm rãi quay người kiếm trống trước người cười như không cười nhìn bà ta giống như đang trào phúng hai người đứng đối mặt đường tố tố trầm giọng nói người tới nơi này làm gì nghiêu hữu đạo ta muốn đi đâu thì đi đó bà quản được sao đường tố tố người tưởng ta không dám giết ngươi nghiêu hữu đạo bà muốn giết ta cũng không chỉ một hai lần thế nhưng có lần nào đắc thủ chưa lần này bà cũng không giết được ta đâu thấy đối phương kích động nổi giận sao muốn động thủ, hẳn bà biết đông quách hạo nhiên lưu lại thứ gì trên người ta, bà có ra tay e cũng chẳng làm gì được ta mà còn gây ồn ào. Thiệu Bình ba hỏi tình hình, ta vì tự vệ đành nói quan hệ với đường nghi ra, ta xem thử thượng Thanh Tông có còn biết xấu hổ hay không. Gương mặt đường tố tố dần trở nên dữ tợn, bà yên tâm, các người không cần thể diện nhưng ta cần. như Hữu đạo đưa tay lấy thứ đã viết trước đó ra, từ đây cầu về cầu, đường đường về, ta cùng thượng Thanh Tông không có bất kỳ liên quan gì nữa, nếu còn dây dưa, ta chắc chắn từ giờ Thượng Thanh Tông sẽ bị xóa khỏi giới tu hành, ta nói được thì làm được. Đường tố tố mở tờ giấy ra xem, ngẩn người, dương mắt nhìn về phía nghiêu hữu đạo ánh mắt có chút phức tạp, khẽ vuốt cằm, được. Chỉ cần ngươi nói lời giữ lời, từ đây Thượng Thanh Tông sẽ không còn chút dính líu gì với ngươi nữa. Nghiêu hữu đạo quyết không nuốt lời, đường tố tố quay đầu bỏ đi, nghiêu hữu đạo quay người nhìn ra ngoài cửa sổ. Đám hắc mẫu đơn hai mặt nhìn nhau, từng người đều âm thầm nghi hoặc chẳng lẽ trưởng môn thượng thanh tông kia thật sự là vợ đạo gia? Đạo gia, hắc mẫu đơn bỗng nhắc nhở một tiếng, như hữu đạo quay đầu nhìn lại, im lặng, chỉ thấy tô phá lại đi đến. Hai người mặt đối mặt như hữu đạo, nên nói ta đã nói rõ với đường tố tố rồi. Mặt mày tô phá tràn đầy phức tạp, ban nãy đường tố tố đã nói với lão, đồ cũng đưa lão xem, lão nhìn đám hắc mẫu đơn xung quanh, hỏi như hữu đạo có thể mượn một bước nói chuyện không? Nghiêu hữu đạo, đây đều là người của ta. Tô phá thở dài. Thực ra không cần phải như vậy, trưởng môn vì thượng thanh tông nên rất khổ sở, nàng là một nữ nhân muốn chống đỡ thật sự không dễ dàng. Thiệu Bình ba có sức ảnh hưởng rất lớn với Thiệu Đăng Vân, có một số việc không thể không lá mặt lá trái, có một số việc cũng không phải ngươi thấy như thế, trưởng môn và Thiệu Bình ba không có bất kỳ mối quan hệ nào không bình thường, ngươi không nên hiểu lầm. như Hữu đạo nhíu mày một cái, những lời khác không sao, nhưng câu Thiệu Bình ba có sức ảnh hưởng rất lớn với Thiệu Đăng Vân đột nhiên xúc động hắn kết hợp chút suy đoán về thiệu bình ba, hắn âm thầm kinh hãi. Tô phá tiếp tục nói, người khả năng không biết, với bên ngoài trưởng môn sớm đã công khai thừa nhận là phu nhân của ngươi, trưởng môn cũng nói với mấy lão già chúng ta, đợi sau khi thượng thanh tông ổn định sẽ tìm ngươi trở về. Trưởng môn còn nói, đợi nàng trải sẵn đường cho thượng thanh tông xong sẽ nhường chức trưởng môn lại cho ngươi. Bây giờ, thượng thanh tông đã vượt qua nguy cơ, đặt chân vững vàng, không cần thiết phải đối xử với ngươi như trước kia nữa. Chuyện trước kia coi như sư môn có lỗi với ngươi, chuyện trước mắt chúng ta nghĩ cách kết thúc, ngươi trở về đi. Ngưu Hữu đạo mỉm cười nói, nên nói ta đã nói rất rõ ràng. Tô phá, ngươi không nể mặt chúng ta, cũng phải nể mặt sư phụ ngươi chứ. Ngưu Hữu đạo, chính là bởi vì nể mặt mũi ông ấy nên ta mới nhịn thêm lần nữa, ta không còn nợ gì thượng thanh tông cả, tô trưởng lão, tất cả đều đã qua, đường ai nấy đi đi. Tô phá còn muốn nói, Ngưu Hữu đạo đưa tay cản lại, Tô phá buông tiếng thở dài, ngụy đa thế nào? như hữu đạo, không biết. Tô trưởng lão, không nên quấy giày ta làm việc. Phất tay ra hiệu, đám hắc mẫu đơn tiến lên, cưỡng ép mời tô phá ra ngoài. Ngoài tử lâu, mấy tướng lĩnh mặc chiến giáp cưỡi ngựa đi vào, vừa nhảy xuống ngựa đã nhanh chân đi thẳng vào ban công của tử lâu gặp thiệu bình ba. Đường nhi thấy thế, mượn cơ hội né tránh rời khỏi ban công. Vừa trở lại tử lâu, đường tố tố đang chờ mời nàng sang một bên nói chuyện, đưa tờ giấy ra cho nàng, thấp giọng nói, trưởng môn, đều đã qua rồi. Đường Nhi mở tờ giấy ra xem, trong nháy mắt sang ngà cắn chặt môi, mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm bà, là người ép hắn. Quan hệ giữa hai người đã không phải là quan hệ giữa mạnh yếu lúc trước, sau khi đường tố tố bị tước đoạt quyền lực vẫn chưa khôi phục lại. Và sau khi trải qua những nắng mưa, đường Nhi cũng không phải là đường Nhi khúm núm trước kia, giờ coi như đã nắm hết quyền lực của Thượng Thanh Tông trên tay mình, rất cường thế. Nói nói theo một cách khác, đây cũng là điều đường tố tố muốn thấy. Đường tố tố cục mắt xuống nói, trưởng môn oan uổng cho lão thân rồi, vừa gặp mặt hắn đã đa cho ta, rõ ràng trước đó đã viết xong, trưởng môn nếu không tin thì tự đi hỏi hắn đi. Hắn ở đâu, đường nhi hỏi một câu, đường tố tố hơi hạ thấp người trả lời, phòng bếp. Đường nhi không nói hai lời, thẳng đến phòng bếp, luôn có người chạy vào phòng bếp, như hữu đạo đã bảo mấy người đóng cửa phòng bếp lại, mấy người đang ở trong phòng bếp giả vờ rửa rau đám hắc mẫu đơn cảm thấy không đúng lắm, những gì mọi người đang làm có liên quan đến thịt kho tàu sao. Nghiêu hữu đạo bảo mọi người làm chuyện không thể hiểu được này đã khiến mấy người hơi hiểu nghiêu hữu đạo ngầm cảm thấy có gì đó sắp xảy ra. Đường Nhi đẩy cửa vào, đám nghiêu hữu đạo quay người sang nhìn. Nhìn nghiêu hữu đạo cầm dao cắt thịt, ánh mắt hai người đối nhau, trong đầu đường Nhi trong nháy mắt hiện ra hình ảnh nào đó, bái thiên địa, đêm động phòng hoa trúc, dưới cây đào sán lạn như dáng chiều. Bên Thượng Thanh Tông không ngờ Thương Triều Tông có thể nhanh đứng vững chân đến vậy, bên này đã nhận được tin, biết Thương Triều Tông đã lấy được quận Thanh Sơn. Dĩ nhiên cũng biết sau khi Nghiêu Hữu Đạo giết sứ thần Yến Quốc bị Thương Triều Tông đoạn tuyệt quan hệ. Đường Nhi có nằm mơ cũng không ngờ, thiếu niên lười nhác dưới gốc hoa đào kia lại có thể làm ra chuyện kinh thiên động địa như vậy, theo đó áp lực không cần nghĩ cũng biết, Yến Quốc há có thể buông tha hắn. Chỉ sợ mai danh ẩn tích có liên quan đến chuyện đó. Đường Nhi không biết trong khoảng thời gian này hắn đã trải qua những gì nhưng nhìn dáng vẻ hắn cầm dao làm đầu bếp trong lòng có chút chua xót khó hiểu. Chậm rãi đi tới trước mặt hắn, nhẹ nhàng hỏi một tiếng, sau khi xuống núi vẫn ổn chứ? Ánh mắt đám hắc mẫu đơn lặng lẽ nhìn lén hai người, cảm giác như sắp có kịch hay. Nhờ phúc đường trưởng môn, mạnh khỏe, như hữu đạo cười, để dao xuống, ngón tay bóng nhẫy chỉ trang phục của nàng, nơi thấp hèn này của chúng ta không thích hợp cho đường trưởng môn tới. Vẫn mong trở về chờ một lát, đồ ăn làm xong lập tức đưa lên cho người và thiệu đại nhân lời này khiến đường nghi cảm thấy hơi lo lắng cho hắn đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà nghĩ hắn bị thượng thanh tông đối đãi như vậy hai người có danh phận kia mà giờ phải hèn mọn hầu hạ nàng cùng nam nhân khác nàng cảm thấy mình có thể hiểu được tâm trạng của hắn nàng cảm thấy ái náy kỳ thật cho tới nay nàng vẫn luôn hổ thẹn với hắn nhưng vẫn nhẹ nhàng nói ta nghĩ ngươi hiểu lầm rồi hiểu lầm nghiêu hữu đạo mỉm cười nói lời này có chút kỳ quái ta hiểu lầm cái gì. Đường nhi, quan hệ của ta và Thiệu Bình Ba không như người nghĩ đâu. mươi 237, Thượng Thanh Tông không người. Như hiểu đạo, các người có quan hệ như thế nào liên quan gì đến ta? Không phải giải thích với ta cũng không cần phải giải thích. Thực ra ta và cô đều hiểu, giữa ta và cô chẳng có gì, giữa ta và cô không cần phải gánh cái hư danh không tồn tại kia, giữa ta và cô không cần ảnh hưởng lẫn nhau. Nên nói ta đã nói rõ với đường trưởng lão rồi, cô muốn phát sinh quan hệ với bất kỳ kẻ nào cũng quan liên quan gì đến ta. Đường nghi, trước kia thật sự Thượng Thanh Tông có lỗi với ngươi, hãy cho ta thêm chút thời gian, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi câu trả lời, những gì Thượng Thanh Tông nợ ngươi sẽ trả lại cho ngươi cả gốc lẫn lãi. Nghiêu hiểu đạo, đường trưởng môn nói quá lời, Thượng Thanh Tông không nợ ta gì cả, ta cũng không nợ Thượng Thanh Tông gì cả, địa lộ đi lên trời mỗi người đi một bên. Đường nghi, hiếu đạo, ta biết ngươi ủy khuất, nhưng ai không có lúc phải chịu ủy khuất thượng thanh tông bấy giờ không phải thượng thanh tông trước kia rất nhiều chuyện đều đã qua rồi trở về đi ta cam đoan sẽ không ai trong thượng thanh tông gây bất lợi cho ngươi nữa trở về nghiêu hữu đạo cười tủm tỉm hỏi lại làm sao về vất vả lắm mới đưa được di thể đông quách hạo nhiên về vừa gặp mặt đã muốn giết ta ta trêu ai ghẹo ai 5 năm năm đào hoa nguyên có cái ta biết cũng có cái ta không biết các ngươi đã làm những chuyện tốt gì ta không nói nhưng đời người có mấy cái 5 năm năm các ngươi giam lòng ta trọn vẹn 5 năm, năm, nếu không phải ta thức thời, tham sống sợ chết, chỉ sợ sớm đã chết không nơi táng thân. Sau khi xuống núi, vẫn không chịu buông tha ta, một phong thư lừa ta đến Nam Sơn tự vẫn là muốn đẩy ta vào chỗ chết, cô tuyệt đối đừng nói cô không biết những thứ này. Thượng Thanh Tông từ trên xuống dưới bao gồm cả cô, hoặc là hy vọng ta chết sớm một chút, hoặc là lặng lẽ nhìn ta đi chết, ta hỏi cô, đổi lại là ta, suy bụng ta ra bụng người, dạng môn phái này, cô có lạnh lòng không? cô làm sao quay về? Đường trưởng môn, không phải ta bụng dạ hẹp hòi, mà là các ngươi làm quá tuyệt tình. Tuyệt tình đến mức khiến người ta sợ hãi. Đã là ân đoạn nghĩa tuyệt, không thể quay về. Đường nghi nhẹ nhàng lắc đầu, người nói ta đều hiểu, tâm tình của người ta cũng có thể lý giải. Nhưng ngươi bây giờ tình cảnh rất nguy hiểm, triều đình Yến quốc sẽ không bỏ qua cho ngươi chỉ ít ở đây triều đình Yến quốc không dám tùy tiện động tới ngươi. Nghiêu hiểu đạo, nghe ý của cô, ta rời khỏi Thượng Thanh Tông sẽ không sống nổi đường nhi người nghĩ nhiều rồi chỉ ít là có thể che chở phần nào cho ngươi nghiêu hữu đạo lo thừa rồi ta có thể còn sống rời khỏi thượng thanh tông có thể sống đến hiện tại cũng không kém cỏi như cô nghĩ đâu đường nhi hữu đạo bây giờ không phải là lúc hờn rỗi nghiêu hữu đạo cô nghĩ nhiều rồi ta đã nói rõ rồi thượng thanh tông không đáng để ta hờn rỗi ta không muốn quay về là vì không muốn gánh vác những thứ thượng thanh tông phải gánh vác chuyện đám người thượng thanh tông gây ra cho ta ta có thể buông bỏ coi như trả lại ân tình cho đông quách hạo nhiên, nhưng ta không làm được chuyện lấy ơn báo oán, các người không đáng để ta quay về dốc hết tâm huyết. Đường nhi, không cần ngươi làm gì, cũng không cần ngươi dốc hết tâm huyết, là thượng thanh tông có lỗi với ngươi, ngươi có thể an tâm hưởng thụ. Hưởng thụ, như hiểu đạo ha ha một tiếng, giống nghe được câu chuyện cực kỳ buồn cười, thở dài, đường nhi, đường trưởng môn, xem ra nhận thức của ta và cô quá khác biệt rồi. Trở về Thượng Thanh Tông mới là bắt đầu phiền phức cho ta, có một số việc thân ở trong đó muốn tránh cũng không được. Sa không nói, Thiệu Bình Ba sẽ bỏ qua cho ta sao? Đường Nhi hơi nhíu mày, ta lập lại một lần. Người suy nghĩ nhiều rồi, ta và Thiệu Bình Ba không như người nghĩ. Giữa ta và hắn không có bất kỳ quan hệ gì không bình thường. Ta đường đường chính chính không thẹn vô tâm, cũng không có gì có lỗi với ngươi. Có lỗi với danh phận của ta và ngươi. Nói thế này đi, Thiệu Bình Ba công nhiên lấy lòng ta là vì có mục đích. Ồ! Lời này thực sự đã khơi dậy hứng thú của Ngưu Hữu Đạo, mắt hắn sáng lên, hứng thú nói, hắn có mục đích gì? Nếu ngươi đã canh cánh trong lòng, ta cũng có thể hiểu tâm trạng của ngươi. Đường Nhi tiến lên, gần sát hắn, ở bên cạnh hắn thấp giọng nói, mục đích của Thiệu Bình Ba không phải ta mà là Triệu Hùng Ca yêu ma lĩnh, Triệu Hùng Ca mới là người hắn muốn. Khoảng cách của hai người sát gần nhau, gần giống như khi hai người uống rượu giao bôi ở đào Hoa Nguyên, người thấy mùi thơm cơ thể nhàn nhạt, nhạt của nữ nhân này đã khơi gợi chút hồi ức của hắn, Nghiêu hữu đạo nhìn nàng ở khoảng cách gần, a à một tiếng ta hiểu rồi, có điều cô có thể chắc chắn hắn không coi trọng cô. Trong lời nói xếp thấy có mùi chua chua nhỉ, đường nhi cũng không biết có phải nên vui mừng hay không, nàng không kìm được liếc nhìn hắn thêm một cái, hắn nghĩ như thế nào, ta không chi phối được, tự ta có chừng mực, người công khai thân phận trở về, hắn tự nhiên biết khó mà lui. Nghiêu hữu đạo, đường trưởng môn, cô mốc hay là ta khờ? mặc kệ hắn có coi trọng cô hay là vì triệu hùng ca thì đều phải có được cô trước mới tiện tiếp cận triệu hùng ca ta trở về thượng thanh tông không tránh khỏi trở thành chướng ngại vật chỉ e chuyện đầu tiên triệu hùng ca làm là muốn diệt trừ ta che chở ta cô đang nói đùa sao đường nghi ngơ ngác một chút một lòng khuyên hắn trở về ngược lại đã không để ý đến việc này nghĩ lại nguy hiểm mà đối phương nói đúng là thực sự tồn tại ta chỉ hy vọng ngươi hiểu chuyện không phải như ngươi nghĩ ý nghĩ của hắn tâm ta biết rõ ràng mà thượng thanh tông cũng cần nhờ vào hắn để chấn hưng đúng là hoang đường cô vừa nói tự có chừng mực không để hắn đạt được ý đồ lại vừa nói muốn mượn thế hắn cô không cảm thấy giữa hai chuyện trái ngược sao cô đang đùa với lửa đấy và ta cũng dám khẳng định chắc chắn cô không thể thắng được hắn sớm muộn cũng thành miếng thịt trong miệng hắn thượng thanh tông muốn chấn hưng trong tay các cô ta thấy căn bản chẳng có hy vọng gì vì giờ ta đã xác nhận rõ thượng thanh tông không có người tất cả đều chỉ là một đám tầm thường cũng khó trách rơi vào hoàn cảnh hôm nay như hữu đạo than thở một tiếng trước đó ta còn thấy thắc mắc sao cô có thể chống đỡ được tới giờ chưa rơi vào tay hắn ta còn tưởng rằng thượng thanh tông có ai tài ba giờ mới hiểu ra dối cả nửa ngày cuối cùng vấn đề vẫn ở ta đường nghi có ý gì như hữu đạo lắc đầu cô nói có ý gì cô tuyên bố với bên ngoài cô là phụ nữ có chồng ta không chết thiệu bình ba sẽ vĩnh viễn không thể nào danh chính ngôn thuận có được cô vì thiệu bình ba không tìm thấy ta nên không tiện xuống tay với cô nói không chừng thiệu bình ba đang chờ Yến quốc giết chết ta, nếu Yến quốc không giết được ta, e là hắn cũng sẽ nghĩ cách động thủ. Mẹ nó, thế này mà cũng gây ra thù hằn, nếu không phải hôm nay hiểu ra chuyện này e là tương lai ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Đường Nhi im lặng, cảm thấy người này có phải hơi tự luyến không? Đường Nhi, ta mặc kệ cô thật tâm hay là giả dối, cũng mặc kệ cô có nghe vào không, nhớ đến lòng hảo tâm của cô hôm nay, cũng nhớ ân tái tạo của đông quách hạo nhiên, ta nhắc nhở cô một câu, muốn phụ thuộc người ta ắt phải trả giá. Thượng Thanh Tông đầu quân cho ai cũng vậy, nhưng, tốt nhất các cô cách xa Thiệu Bình Ba một chút, không phải vì Thiệu Bình Ba có ý đồ cá nhân với cô, cô và Thiệu Bình Ba không có quan hệ gì không bình thường cũng không liên quan gì đến ta. Ta khuyên các cô nên tìm thế lực khác để phụ thuộc, căn cứ kinh nghiệm của ta con người Thiệu Bình Ba này rất nguy hiểm, tương đối nguy hiểm, các người chơi không thắng hắn, đừng tưởng rằng các ngươi là tu sĩ thì có thể như thế nào sự tích của triệu hùng ca ta cũng có nghe ngóng được chút ít. Vũ lực triệu hùng ca tuy mạnh nhưng ta cảm thấy dưới điều kiện nhất định, e là triệu hùng ca chưa chắc đã là đối thủ của thiệu bình ba, thứ có lực sát thương lớn nhất của con người vĩnh viễn không phải vũ lực. chương 238, Lửa thiêu quán rượu, ai ngờ đường nghi lại lấy phong thư kia ra, đi đến lò than nấu nướng bên cạnh nhét thẳng vào lò, nó lập tức hóa thành cho. Dĩ nhiên Nghiêu hữu Đạo cũng nhận ra là thứ ban nãy mình viết đường nghi quay người trở lại người muốn làm vậy ta cũng không cản ngươi nhưng giờ ta không thể nhận thứ này ta nói rồi thượng thanh tông nợ ngươi ta sẽ đền bù cho ngươi hãy cho ta chút thời gian nếu như tương lai ngươi còn muốn viết cái này ta nhận cũng không muộn nghiêu hữu đạo hiểu nữ hân này vẫn không nghe lọt tai ngẫm lại cũng có thể lý giải một môn phái đã hình thành lộ tuyến nhận thức chung thì không thể vì một hai câu tùy tiện của hắn là có thể sửa đổi hắn nhìn còn trẻ tuổi lời nói không có sức thuyết phục gì được rồi không liên quan đến mình, hắn không hứng thú với sống xe của đám này, không tự tay động thủ báo thù rửa hận đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, thở dài thứ này có thể để thiệu bình ba buông tha cho ta, cô đốt đi chính là hại ta đấy. Đường nhi, người còn trẻ, mọi thứ không nên kết luận quá lỗ máng, cũng không cần phải quá sợ hắn. Ta sợ hắn, như hữu đạo có vẻ mặt tự diếu, nói có lẽ đối với vài người mà nói, ta còn nguy hiểm hơn hắn. Có điều ta chỉ không muốn tìm thêm phiền phức không cần thiết cho mình thôi. Đường nhi, được, ta không nên ở đây ở lâu, có chuyện gì để sau hắn nói. Chờ một lát, như hữu đạo đi tới bên cửa sổ, vẫy nàng tới, chỉ vào rừng núi thấp thoáng bên kia bờ sông, nhìn thấy rừng núi kia chứ. Đường nhi nhi hoặc thấy, rừng núi đó thế nào. Nghiêu hữu đạo, lát nữa cô sẽ hiểu. Trên ban công ngắm cảnh sông, thiệu bình ba đang đàm luận với các tướng lính, một tu sĩ đi tới, ghé miệng vào tai hắn ta, nhỏ giọng nói, đường tố tố, tô phá, đường nhi thay phiên tiến vào phòng bếp. Thiệu Bình ba vẻ mặt bình tĩnh, khẽ gật đầu, tỏ ý đã biết. Lúc trên bến tàu hắn ta đã chú ý thấy ba người đường nghi nhìn Trương Tam này vẻ mặt hơi khác thường nên đã cho người chú ý. Sau khi đường nghi rời khỏi phòng bếp không lâu, tu sĩ ra ngoài mua sắm gia vị đã quay về, đồ được vứt vào phòng bếp. Sau khi cho người đóng cửa bếp lại, như hiểu đạo vẫy đám hắc mẫu đơn đến bên cửa sổ, chỉ khu rừng núi ban nãy chỉ cho đường nghi, các người dọc theo đường thoát nước bẩn đi trước đi, ta sẽ đến sau. Nếu không thể chạm mặt, các ngươi lập tức trở về chỗ cũ huyện Bắc Sơn Triệu Quốc chờ ta. Hắc mẫu đơn kinh ngạc, làm xong bữa cơm này, chúng ta sẽ có thể rời đi, cứ gì lén lút đi, như vậy khiến thiệu bình ba không vui có phải sẽ càng phiền phức không? Chẳng lẽ hắn đã biết thân phận đạo gia? Nghiêu hiểu đạo, nhìn thấu thân phận của ta thì chưa đến mức nhưng ba người này thay phiên chạy tới, ngươi cho rằng thiệu bình ba là kẻ mù hay kẻ điếc. Thiệu bình ba kia rất nguy hiểm, nhân lúc hắn vẫn chưa biết tình hình chưa dốc sức giám sát chúng ta, nhân cơ hội hắn chưa sẵn sàng để thoát thân đi, nếu chậm, chúng ta có muốn đi cũng không đi được, nhất định phải lập tức rời đi. Mọi người hiểu rõ, chỉ không cho rằng họ sẽ phải rời đi như vậy. Có điều, họ vẫn không hiểu, họ không va chạm gì với Thiệu Bình Ba, đạo gia viện cớ gì mà nhận định Thiệu Bình Ba kia rất nguy hiểm. Nghiêu hữu đạo cũng không rông dài với họ, đi tới chỗ quầy bếp chế biến, cúi người cầm lấy tay cầm trên mặt quầy bếp, kéo một cái nắp lên, có thể nhìn thấy nước sông bên dưới. Phòng bếp này không nhỏ, giống như quán rượu một nửa trên bờ một nửa nhô ra mặt nước mà sở dĩ nhà bếp có lỗ hổng như thế chính là chỗ đổ thức ăn thừa sau khi nhà bếp được quét dọn xong rác rưởi sẽ bị ném hết xuống sông qua cái lỗ này trên thực tế tất cả rác thải sinh hoạt của cả quán rượu đều được ném thẳng xuống sông nghiêu hữu đạo vừa vào nhà bếp đã quan sát ban đầu vốn không để ý đến chỗ này không lưu tâm đến nó thì đúng là không thể chú ý đến cái nắp cùng chất liệu với mặt gỗ của quầy bếp đi mau cố gắng không gây tiếng động, Như Hữu Đạo kéo nắp xong liền dục, đám hắc mẫu đơn lần lượt nhảy xuống, nhẹ nhàng đáp xuống nước, biến mất trong dòng sông. Ngưu Hữu Đạo đẩy cái nắp lại rồi bước nhanh tới cửa phòng bếp, đứng sau cửa nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Sở dĩ hắn để người của hắc mẫu đơn đi trước là muốn thử thăm dò tình huống. Nếu đám hắc mẫu đơn bị phát hiện, hắn vẫn đứng ở nhà bếp thì có thể kiếm cớ giải thích. Xác nhận không có động tĩnh gì, hắn lại đi tới góc tường, nhấc nắp vải nước lên. Trong vải chứa đầy dầu hỏa dùng cho nhà bếp, hắn xách theo vải nước, tìm một cái gáo múc, múc dầu hỏa dội khắp tường nhà bếp. Hắn kiếm trong bếp một sợi thừng, rót dầu, ném tung ra, kéo một đầu thừng đi tới cái lỗ đổ rác của bếp. Sau đó hắn quẹt lửa đốt đầu thừng, kéo cái nắp lỗ lên, nhảy xuống, lặng lẽ chìm vào dòng sông phía dưới, biến mất. Lửa châm vào sợi thừng tẩm dầu hỏa liền chạy tới góc tường, bắt vào dầu đã dội lên bức tường bằng gỗ, lập tức khuếch tán khắp bốn phía. Đường Nhi tốt xấu gì cũng có danh phận với hắn, Thiệu Bình Ba còn muốn hắn phải nấu ăn cho hai người bọn họ. Hắn không hào phóng đến mức ấy, đương nhiên, hắn cũng không dễ giận, nấu ăn không làm, thiêu cái quán rượu của các người là được. Để coi các người có thể ăn uống gì được nữa không. Ban đầu, người bên ngoài ngửi thấy mùi khói còn tưởng là mùi nấu nướng trong bếp, sau đó phát hiện ra là không đúng. Rất nhiều khói tỏa ra ngoài, thậm chí tràn ra khắp quán rượu, lập tức có người chạy tới nhà bếp xem có chuyện gì xảy ra, kết quả nhìn thấy ngọn lửa lan ra ngoài. Một cước đá văng cửa nhà bếp, nhất thời không chịu nổi. Nhà bếp thông gió, thế lửa ào một cái tràn ra ngoài, dọa cho tu sĩ kinh sợ lui về sau. Rất nhanh, người bên ngoài quán rượu cũng phát hiện vụ cháy. Cháy rồi, cháy rồi, có người cao giọng hô lên, ông chủ quán rượu càng kêu loạn lên, cả quán rượu căn bản được xây bằng gỗ, vì ở bờ sông nên đều được quét một lớp dầu tùng chống ẩm lửa này thiêu một phát liền cháy rụi thiệu bình ba đang nghị sự với vài tướng lĩnh biên cảnh cũng chú ý tới quán rượu đang bốc lên khói mù mịt ngọn lửa mạnh quá dự liệu khói cho bay tới khiến người nơi này liên tục ho khan một tu sĩ lao tới đại công tử quán rượu này không an toàn xin rời bước thiệu bình ba quát xảy ra chuyện gì tu sĩ nói nhà bếp cháy là nhà bếp thiệu bình ba sửng sốt sông vốn là chỗ lùa gió lửa vừa cất lên liền lửa thế gió lại càng không dập nổi khói đặc cuồn cuộn thổi tới tu sĩ nói đại công tử lửa không dễ khống chế nơi này nguy hiểm kính xin rời bước thiệu bình ba ho sù sụ vung tay quét khói nhanh chân quay về quán rượu khói đen trong quán rượu càng làm con người khó mở mắt tu sĩ lôi kéo tay hắn chạy ra ngoài mọi người vừa ho vừa chạy lên đầu gió mới tránh được khói đặc rồi quay lại xem mới chỉ chốc lát khói đã bao phủ cả quán rượu lửa càng quấn lấy nửa quán rượu thiệu bình ba thoát được kho khan mới hít thở được hai ba cái nhìn chung quanh hỏi đám trương tam trong nhà bếp đâu có tu sĩ nói đại công tử bọn họ dù gì cũng là tu sĩ trận lửa này không thiêu được họ mà mồi lửa này tới từ bếp theo lý thì lẽ ra họ đã có thể dập ngay lập tức không đến nỗi để lửa lan ra theo tôi thấy lửa này chính là do họ châm thiệu bình ba dán mắt về phía nhà bếp đang bốc cháy mắt y chợt lóe lên đầy đáng sợ, lạnh lùng và nghiêm nghị. Y hời hợt liếc về phía mấy người đường nghi, rồi lại nhìn về phía quán rượu đang cháy, mắt hơi nhíu lại, ngữ khí không cho phép nghi ngờ. Xem chừng chạy theo sông, đuổi, trên bờ có người bảo vệ, không chạy được, vừa chạy lập tức có người nhìn thấy. Nghe thấy khả năng lửa là do nghiêu hữu đạo đốt, mấy người đường nghi đều ngạc nhiên. Sau khi nghe được lệnh của Thiệu Bình Ba, Đường Nhi bỗng hiểu ra Nghiêu Hữu Đạo nói bên kia bờ có rừng núi là ý gì. Tên kia lúc trước đã có ý định phóng hỏa đốt quán rượu, lo không cách nào thoát thân, muốn bên này hỗ trợ che giấu một lúc. chương 239, tiên hạ thủ vi cường 1. Vâng, mọi người nhận lệnh, đường nghi vẫy tay, dẫn đường tố tố và tô phá phóng vụt về một hướng, bay lượn trên mặt sông, phụ trách tìm tòi. Bọn họ đã chiếm một hướng, người khác không thể chen chúc hết theo, tự nhiên chọn một hướng khác đuổi theo. Thấy đường nghi tự thân xuất mã, thiệu bình ba lạnh lẽo nhìn theo, hai tay chắp sau áo choàng, chăm chú nhìn theo hướng đường nhi, ánh mắt lập lè, rồi nghiêng đầu ra hiệu cho hai người bên cạnh về phía đường nhi vừa đi. Hai người tự mình đuổi theo nàng, một khi nhìn thấy bọn trương tam thì không cần hỏi nhiều, không cần giữ lại, giết. Một tu sĩ nói, đại công tử, đó là người của nhà gia cát, giết đi e không ổn. Thiệu bình ba lạnh lẽo nhìn quán rượu bốc cháy, dựa theo ước hẹn, bọn trương tam làm xong bữa cơm này, y sẽ thả bọn họ rời đi. Nhưng mà y phát hiện đường nghi và bọn Trương Tam có dị thường, nào có thể dễ dàng tha cho. Tất nhiên y muốn biết rõ bọn Trương Tam và Đường Nhi có qua lại gì. Ai nghĩ đối phương lại gây ra chuyện đốt quán rượu bỏ trốn. Đã nói làm xong cơm sẽ thả họ, tại sao phải mạo hiểm chạy trốn. Chỉ có một nguyên nhân, lo không đi được nên mới phải chạy. Mặt mình căn bản không đổi sắc, cũng không có cử chỉ gì, nhưng có người nhìn thấu tâm tư của mình. Bọn Đường Nhi ra sao, sau nhiều lần tiếp xúc, y đã nắm chắc. Kẻ nhìn thấu tâm tư của mình không phải đám Đường Nhi, mà là đám trương tam còn là ai trong số đó thì y tạm thời chưa thể xác định rõ thế nhưng kẻ có thể nhìn thấu tâm tư của y khiến y rất khó chịu thậm chí khiến y cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm khó giải y trầm giọng nhắc lại xảy ra chuyện ta phụ trách giết vâng hai tu sĩ kim đan đạp không rời đi theo sóng lao nhanh đuổi theo hướng đường nghi sắc trời đã gần tối ánh nắng chân trời đỏ rực như lửa quán rượu bên bờ sông lại thực sự chìm trong ngọn lửa thiêu đốt hừng hực ánh lửa không xa bờ sông, nắng chiều chiếu dọi xuống thiệu bình ba đang đứng chắp tay, vẻ mặt suy tư. Đại công tử, từ lâu của tôi, đại công tư, đó là toàn bộ gia sản của tôi. Gia trẻ cả nhà tôi trông vào nó mà sống, ông chủ quán rượu chạy tới, quỳ xuống kêu rên, quả thực đó là gia sản nhà ông ta, nhưng cũng không phải toàn bộ. Ông ta gào khóc thảm một chút là hy vọng vị đại công tử này bồi thường cho chút đỉnh. Dòng suy nghĩ bị nhiễu loạn, thiệu bình ba lạnh nhạt liếc ông chủ một cái, Tay Thuận vung lên, bắt lấy bội kiếm bên hung tướng Lĩnh bên cạnh, xoẹt một cái rút ra. Phụt, ông chủ quán rượu trợn mắt, không tin nổi, hai tay ôm ngực, cầm lấy thanh bảo kiếm đang đâm thủng trái tim, môi run rẩy nhìn vẻ mặt hờ hững của Thiệu Bình Ba. Bảo kiếm dính máu, Thiệu Bình Ba rút kiếm về rồi ném sang bên, vung áo choàng, xoay người đi. Tướng Lĩnh bên cạnh nhận kiếm, tra vào vỏ, xoay người đi theo. Chuyện quân nhu không cần bên phía phủ thành phân phối lần này ta đi kinh phí hết tâm tư lấy được một nhóm quân nhu qua chút thời gian nữa sẽ tới châu bắc sau khi vật tư đến các người phân phối ngay tại chỗ cũng đỡ vận chuyển bằng không cứ dằn vặt qua lại sẽ hao tổn không ít có thể tiết kiệm một chút thì cứ tiết kiệm năm trước châu bắc bị hạn hán trên diện rộng năm nay lại gặp nạn hồng thủy dân chúng lầm than phía thứ sử muốn giúp đỡ toàn châu cũng không dễ dàng đương nhiên chúng ta bị kẹp giữa ba bên triệu hàn yến quân bị làm trọng Ngài thứ sử cũng sẽ không bạc đãi huynh đệ dưới quyền, không thể họ đói bụng. Vật tư vừa đến lập tức đền bù cho họ, các ngươi phải cố gắng thuyết phục, động viên để huynh đệ bên dưới kiên trì, nhẫn nại một thời gian. Còn nữa, cần phải nhắc nhở phía dưới, Châu Bắc là nền móng cơ sở của chúng ta. Cơ sở không được loạn, dù có khó khăn cũng không được đánh cướp bách tính. Cảnh nội Châu Bắc không cho phép nạn trộm cướp thừa cơ nạn tai tràn lên. Hiện giờ nạn trộm cướp cần phải dẹp bằng trong thời gian ngắn nhất. Quyết không cho phép tình huống quấy nhiễu dân tình xuất hiện. Bằng không, bách tính bị dọa chạy rồi, đất ruộng sau tai họa cho ai gieo? Để ta đi trồng trọt hay là các ngươi đi? Đều biến thành loạn dân chạy nạn, binh lực ở đâu ra? Không còn người, năm sau cho căn áo rách lại càng khó khăn hơn, không chút lợi ích gì cho chúng ta. Cho nên, đây chính là chuyện vô cùng hệ trọng, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy canh tác sau tai họa. Lương thực cứu họa thiên tai phải đúng lúc đúng chỗ, trồng lương cũng phải kịp thời các ngươi phải sai người giám sát quan phủ địa phương không cho bất kỳ kẻ nào giấu riêng phát hiện có thể chém trước báo sau các ngươi cũng phải quản chặt người thân của các ngươi nếu ai dám nhân quốc nạn phát tài ta mặc kệ hắn có quan hệ gì ra một tên xử một tên ta không ngại nói thẳng cho các ngươi gần đây ta muốn chém một nhóm đầu cho người người xem các ngươi không nên đụng vào lưỡi đao của ta bằng không ai cầu xin cũng vô dụng sống qua cảnh khó lần này chúng ta sẽ tốt hơn Châu Bắc là châu Bắc Trung của chúng ta, các ngươi phải hiểu, làm như vậy cũng là tốt cho các ngươi. Quản chặt người phía dưới cho ta, Thiệu Bình Ba vừa đi vừa nói, vâng, đại công tử nói có lý, tướng lĩnh đi theo lên tiếng, bờ sông, như hữu đạo lao ra khỏi mặt nước rồi hạ xuống đất. Đám hắc mẫu đơn trong rừng lập tức chạy ra hô, đạo ra, ở đây, như hữu đạo quay lại nhìn, thấy cột khói cách sông bốc lên, chợt vỗ đầu một cái. Cứ lén lút bỏ đi là được rồi, làm gì còn phải đốt quán y phát hiện mình vẫn bị đôi nam nữ cho má kia ảnh hưởng tâm tình không thể duy trì tỉnh táo y tránh vào trong rừng phất tay nói nhanh đi mau đoàn người cấp tốc chạy vào rừng nhờ thế núi yểm hộ nhanh chóng rời đi đây cũng là nguyên nhân mà nghiêu hữu đạo muốn chạy về hướng này nếu không có núi rừng che chắn muốn thoát trên đất bằng rất khó lúc này trên mặt sông có mấy người bay nhảy tới mấy người đường nghi đáp xuống trước khu vực núi rừng mắt tìm kiếm chung quanh, không biết đám nghiêu hữu đạo đi nơi nào. Lại có hai tu sĩ bay tới, rơi xuống cạnh ba người. Thấy ba người dừng lại không tìm, hai người kia nhìn nhau, không cách nào đi tiếp. Núi rừng minh mông, hai người cũng không đám nghiêu hữu đạo bỏ trốn theo phương nào. Bằng chút người này muốn tìm trong rừng núi thật khó khăn. Màn đêm buông xuống, thành nhỏ ven sông, hoa đăng răng đầy, thiệu bình ba tạm đặt chân tại một tòa đình viện trong thành. Trong sảnh, quan viên địa phương lui ra, lúc này, các tu sĩ tìm kiếm đã về mới tới bẩm báo đại công tử người không biết đi nơi nào trời đã tối sợ là không dễ tìm thiệu bình ba nhìn người kia chậm chạp không báo rõ liền biết không tìm được trời đất bao la đi tới đi lui lung tung không có mục đích cũng không ích gì rút người về đi hai việc đầu tiên phải biết người biết ta không thể không cả biết người giao chiến với mình là ai cũng biết rõ quá bị động nghĩ biện pháp liên hệ với bên gia cát tìm kiếm xem trương tam này rốt cuộc là nhân vật nào Thứ hai, phái một đợt người tới kinh thành, giữ ở cửa kinh thành, ôm cây đợi thỏ, nhìn thấy người không cần khách khí, lập tức nghĩ biện pháp giải quyết đi. Vâng, tu sĩ bên cạnh đáp, thành nhỏ sáng ngời đèn đuốc, mấy người đường nhi tìm tòi trong núi một lượt mới trở về. Sau khi sắp xếp xong khách sạn, một đóa nguyệt điệp rung rinh, đường nhi chậm rãi ngồi xuống ghế, thần sắc có phần thất vọng. Không tưởng được là nghiêu hữu đạo đi dứt khoát như vậy, kiên quyết như vậy, càng không ngờ trước khi đi nghiêu hữu đạo còn châm một mồi lửa đốt quán rượu. Bởi vậy, nàng cũng cảm nhận được một chút tàn nhẫn trong tâm nghiêu hữu đạo, so với ấn tượng thiếu niên hiền lành, lười nhác trong lòng nàng có phần khác biệt. Nghĩ năm đó ở Thượng Thanh Tông, trong lòng nàng vẫn luôn chất chứa hổ thẹn đối với nghiêu hữu đạo. Nếu lần này đã gặp, nàng muốn bồi thường thật tốt cho y. Ai nghĩ được, nghiêu hữu đạo cứ thế mà đi thôi, vội vã vừa gặp đã chạy đi như vậy. chương 240, Tiên Hạ Thủ Vi Cường 2 Ngoại trừ hổ thẹn ra, danh phận phu thê giữa hai người cũng không thể nói không có là không có. Dù sao nàng cũng là phụ nữ, trung quy khó thoát khỏi đạo đức quan của thế gian, trong lòng tồn tại cảm giác khúc mắc như có như không. Bản thân nàng cũng nhận ra sự biến hóa mà danh phận phu thê này gây ra cho tâm thái của nàng. Lại nhớ lúc hai người trò chuyện gần gũi như vậy trong phòng bếp. Bình thường, nàng không có khả năng ở chung với nam giới khác ở khoảng cách quá gần, luôn muốn tránh hiểm nghi. Thế nhưng, khi đối mặt với nhiều hữu đạo, dường như nàng không nghĩ tới việc tránh hiểm nghi, đã quên mất phải tránh hiểm nghi, nói chuyện thầm thì gần sát như vậy, giờ nhớ lại mới giật mình phản ứng. Lần trước gần nhau như vậy, dường như là lúc động phòng uống chén rượu giao bôi. Khi đó Nghiêu Hữu Đạo còn chưa cao bằng mình, còn là một thiếu niên. Lúc cúi đầu giao bôi, ngay cả mình cũng thấy hoang đường. Lần này cách kề ngang vai, nàng mới nhận ra rằng thiếu niên kia đã lớn rồi, đầu đã cao hơn mình, đã thành một người đàn ông. Ở Thượng Thanh Tông 5 năm cộng lại có khi không nói nhiều bằng lần này. Nói chạy là chạy, ngay cả bắt chuyện cũng không. Cho dù không ghét nàng, có lẽ cũng không thể nói là hào cảm gì. Nàng cũng có thể hiểu được, năm đó ở Thượng Thanh Tông đã mang đến cho người ta bao nhiêu thương tổn. Chỉ là, hắn đã lớn rồi, đã trở thành một người đàn ông, bên ngoài có thể gặp gỡ người con gái khác mà hắn yêu thích, hoặc là người yêu thích hắn hay không. Nếu hắn có người phụ nữ khác, mình là cái gì? Mình dường như cũng không có tư cách nói gì. Nguyệt Điệp tỏa sáng dịu dịu, người con gái bên cạnh bàn còn đẹp hơn hoa, vẻ mặt sướng sờ thất thần. Không cưới ngựa, cũng không dám đi đường chính, ở đâu hẻo lánh thì đi về phía đó. Đám hắc mẫu đơn cũng không nghĩ ra, đạo ra dường như rất e ngại thiệu bình ba kia. then chốt là cũng không thấy thiệu bình ba kia có gì ghê gớm, cớ gì phải e ngại như vậy. Bôn ba suốt cả đêm, đi tới tận khi chân trời có ánh ban mai, nhóm người mới dừng lại ở một nơi trong rừng. Mỗi người đều mệt mỏi dã rời lúc này mà có một tu sĩ luyện khí đi qua đây có khi cũng có thể diệt sạch bọn họ làm như vậy thực ra rất nguy hiểm đi trong núi rừng chẳng may có yêu quái hoặc ma quỷ theo dõi thì phiền hẳn là không tìm được mọi người tranh thủ nghỉ ngơi đi nghiêu hữu đạo nói xong liền phất phất tay tự mình khoanh chân ngồi xuống mấy người hắc mẫu đơn cũng ngồi xuống lấy linh đan ăn vào mau chóng đả tỏa khôi phục mãi đến tận khi mặt trời lên cao mọi người mới lục tục khôi phục xong chỉ là nhìn chung quanh một chút chạy cả đêm trong bóng tối, không biết chạy bao xa, cũng không biết đã tới nơi nào. Phân nhau ra tìm, tìm được một con đường mòn, ngăn cản người đi đường, mới biết sắp tới một nơi tên là huyện Cầm An. Nhìn bản đồ, tính toán một chút, theo đường thẳng trên bản đồ mà tính, đêm qua họ đã chạy khoảng 800 dặm. Trên con đường trong rừng, như hữu đạo nhìn bản đồ kéo dài, không biết suy nghĩ gì. Hắc mẫu đơn hỏi, đạo ra, tiếp theo đi đâu? Cho dù trên đường có rẽ ngoặt mấy lần, nhưng mấy người đã phát hiện ra nghiêu Hữu Đạo luôn hướng về phía bắc, không biết làm gì. Hắn vẫn không chịu tiết lộ mục tiêu đến, nghiêu Hữu Đạo nói, tiếp theo hãy tách ra đi. Tách ra? Đoạn Hổ nhắc nhở, đạo gia, Thiệu gia cầm binh quý trọng, tuy nương nhờ nước Hàn, nhưng quan hệ với nước Hàn lại không thể nói là tốt. Thiệu gia tự lập mới mấy năm, gốc gác không sâu, phạm vi thế lực hẳn là còn chưa tới được châu bắc. Chúng ta đã rời xa châu bắc, y cũng không biết con đường chúng ta đã đi, sẽ không có vấn đề gì chứ? ý là hỏi có phải e ngại hơi quá mức những người khác gật đầu đều cảm thấy không cần thiết tách ra nghiêu hữu đạo nói cả nghĩ quá rồi có chút việc cho các người làm thì ra là có việc mọi người nhìn hắn chờ hắn dặn dò nghiêu hữu đạo nhắm hai mắt như đang cân nhắc điều gì dường như đã có ý định nghiêu hữu đạo mở mắt ra xoay người tìm một chỗ đất trống vung tay thi pháp quét bằng mặt đất kiếm còn trong vỏ chỉ thẳng xuống đất bắt đầu viết mọi người nhìn từng chữ viết xuất hiện dưới đất chậm rãi nói. Bắc Châu Vương, Bắc Châu Vương, một viên đường, một viên đường. Đọc đến đây, mọi người nghẹn lời không nói được gì, viết cái quỷ gì vậy. Lại nhìn tiếp đoạn sau, mấy người đều không thể không tiếp tục ghi nhớ. Trên vô pháp, dưới vô phương, hai viên đường lại hai viên đường. Vân giả vương, ba chân vương, ba viên đường lại ba viên đường. Ba bình thiệu, ba bình thiệu, vàng đầy nhà lại bạc đầy kho. Thượng vô nại, hạ vô phương, lưỡng khỏa đường lai lưỡng khỏa đường. Vân giả vương, ba chân vương, tam khỏa đường lai tam khỏa đường. Ba bình thiệu, ba bình thiệu, kim mãn đường lai ngân mãn thương. Đến đây dường như đã viết xong, như hiếu đạo nhìn chằm chằm chữ dưới đất, miệng hình như đang lẩm nhẩm gì đó, tay đánh đánh nhịp như đang điều chỉnh nhịp điệu. Ban đầu, mọi người nhìn chữ dưới đất mà khó hiểu. Viết xong lại cẩn thận xem lại một lần, kỳ thực thông tục dễ hiểu. Bắc Châu Vương là ai, không phải thiệu đăng vân sao? Phía trên Châu Bắc là nước Hàn, phía dưới là nước yến, vậy vân giả vương là chỉ thiệu đăng vân là vua giả sao? Ba chân vương ý chỉ thiệu bình ba mới thật sự là vua. Ba bình thiệu chẳng phải viết ngược của tên thiệu bình ba. Sau khi hiểu rồi liền thông suốt, ý tứ đại khái là, thiệu đăng vân muốn xương vương ở châu Bắc, nước Hàn ở phía trên không quản được, nước yến phía dưới cũng không làm gì được ông ta. Thế nhưng, trên thực tế thiệu đăng vân chỉ là khói mù, thiệu bình ba mới thực sự là vua chúa của châu Bắc này người có thể bình định thiệt đăng vân chính là thiệu bình ba. Sau khi hiểu ý, mấy người hô khẽ một cái, nhìn nhau. Đạo gia làm viết mấy câu thiếu đạo đức này là có ý gì? Như hữu đạo dường như đã trải vuốt giai điệu xong, vui sướng hát cho mấy người kia nghe. Bắc Châu Vương, Bắc Châu Vương, một viên đường lại một viên đường. Trên vô pháp, dưới vô phương, hai viên đường lại hai viên đường. Vân giả vương, ba chân vương, ba viên đường lại ba viên đường. Ba bình thiệu, ba bình thiệu, vàng đầy nhà lại bạc đầy kho. Hắn quay mặt về phía mấy người hát nhiều lần, giai điệu bài hát sáng sủa dễ thuộc, nghe xong một hai lần, mấy người đã cảm thấy mình cũng hát được. Hát xong mấy lần, Nghiêu Hữu Đạo nói, đã nhớ kỹ chưa, hắc mẫu đơn dở khóc dở cười, nhớ thì nhớ, vang vang dễ thuộc, thuận miệng cực kỳ, nhưng làm sao có cảm giác như đồng giao cho trẻ con. Nghiêu Hữu Đạo cười nói, thông minh, chính là đồng giao, cũng chính là chuyện cho các người đi làm. Sau khi mọi người tách ra, tìm mười huyện thành, nghĩ cách dạy dỗ cho trẻ nhỏ địa phương, để chúng đi hát khắp đầu đường cuối ngõ. Mấy người bỗng hiểu ra mục đích của hắn, bài đồng dao này mà truyền về châu Bắc, cha con thiệu gia gặp nhau sẽ lúng túng bao nhiêu. Mọi người nhìn hắn như nhìn quái vật, biện pháp thâm độc như vậy cũng nghĩ ra được, đây là muốn dồn thiệu bình ba vào chỗ chết. Đám người thổn thức nghĩ, thiệu bình ba coi trọng ai không được, cứ nhất định phải coi trọng người phụ nữ của đạo gia. Phen này trả thù mới được kêu là độc ác nham hiểm. Từ như hồng nhan hỏa thủy quả nhiên không sai, thiệu bình ba lần này gặp họa lớn rồi. Hắc mẫu đơn nhắc nhở, đạo ra, nếu thật sự làm việc này, chúng ta sẽ dồn thiệu bình ba vào chỗ chết. E là lúc đó thiệu bình ba sẽ không chết không thôi với chúng ta, nhất thiết phải đối địch sao? Như hữu đạo nói, người nghĩ chúng ta không đắc tội y thì không sao, ta không gây sự với y, y cũng đã tìm đến ta gây chuyện. Đã như vậy, không bằng tiên hạ thủ vi cường, không chơi chết y cũng phải phế một phần công lực của y, Chói tay chói chân của y, gây ít cản trở vướng tay cho y, khiến y khó phát lực. Lúc đó chúng ta cũng bớt được chút uy hiếp, nói chung, tên thiệu bình ba này có chí hướng không nhỏ. Nói thế nào nhỉ, có vài thứ chỉ có thể hiểu mà không thể nói thành lời, một chốc một nhát các người cũng không hiểu được. Sau này các người sẽ hiểu, giờ nói nhiều vô ích. Các người nghe ta là được, mở bản đồ ra, chương 241, không tra được kẻ này. Như hữu đạo mở bản đồ ra, phân chia khu vực phát tán tin đồn để mấy người kia chọn. Trong mấy người cũng không có ai kén cá chọn canh, tùy tiện chỉ một khu vực. Được, vậy thì định như thế, chia bốn khu vực. Chúng ta đi huyện cửu lĩnh phía Bắc, phương thức gặp mặt như cũ. Nghiêu hữu đạo chỉ một vị trí trên bản đồ, lại hỏi. Trong các người chọn một ở lại đi cùng ta, đoạn hổ, một tam lưỡng và lôi tông khang hầu như không hẹn mà cùng chỉ hắc mẫu đơn. Hắc mẫu đơn sửng sốt, rồi chợt cười khi một cái. Nghiêu hữu đạo không nói gì, có vẻ như cũng nhận định hắn và hắc mẫu đơn có một chân. Huyện Cầm An, một huyện thành nhỏ, thành quách cũ nát tắm rửa trong ánh chiều tà dương, khói bếp lượn lờ. Trong phòng khách sạn, nghiêu hữu đạo ngâm trong thùng nước tắm, quay mặt về phía song cửa, nhìn mặt trời ngã về tây. Trên bàn bày một bình rượu, một thanh kiếm như thường lệ. Ánh nắng hồng hồng lọt vào phòng, chiếu đỏ người trong thùng tắm rửa. Có tiếng gõ cửa thùng thùng, giọng hắc mẫu đơn vang lên. Đạo gia, nghiêu hữu đạo nói đang ngâm nước không chuyện cần thiết thì quay lại đi cọt kẹt hắc mẫu đơn mở cửa đi thẳng vào vừa đóng cửa lại tiếng bước chân đã đi tới nghiêu hữu đạo lấy khăn mặt nhúng nước hỏi chuyện gì thì nói đi hắc mẫu đơn tới cạnh bồn tắm nhìn nhìn phát hiện bị chặn lại không thấy gì liền khinh bỉ nói còn thẹn thùng hơn phụ nữ nghiêu hữu đạo cũng không nao núng vẫn ngâm trong nước bình tĩnh nói có chuyện thì nói người như vậy ta không thích hắc mẫu đơn chuyển cái ghế băng về ngồi cạnh hắn vén tay áo cầm khăn ướt lên lau chùi vai tay cho hắn hầu hạ ngươi mà ngươi cũng không thích nghiêu hữu đạo nghiêng đầu nhìn nàng một cái hờ hững nói ngươi nên giữ nguyên tắc chút thì hơn hắc mẫu đơn hỏi ngược lại ngươi có biết ta làm vậy là có ý gì không làm như vậy quả thực không biết xấu hổ có điều phụ nữ rốt cuộc vẫn phải kết đôi với một người đàn ông mới là kết quả tốt nhất ta yêu thích ngươi đồng ý đi theo ngươi đã coi mình là người của ngươi như vậy ngươi cũng không thích sao? Đương nhiên, ta cũng hy vọng ngươi có thể coi ta là người của ngươi, là người mình. Ta thích nhìn bọn họ hiểu lầm quan hệ giữa ta với ngươi. Ta nói thật lòng, như hữu đạo trầm mặc một thoáng, hỏi, nhanh vậy đã về, làm xong chuyện chưa? Hắc mẫu đơn đẩy hắn một cái, giúp hắn lau chùi lưng. Ngươi cũng quá khinh thường ta, chút chuyện nhỏ này cũng tính là phiền phức. Cải trang một chút, tìm mấy tên lười, cho ít tiền, để chúng lao đi các nơi làm việc những tên lười biếng này luôn thích kiếm chút tiền nhẹ nhàng thích làm mấy chuyện nhỏ ít phí sức này ta còn nói sẽ có thưởng đương nhiên thưởng là không có quay đầu lại chúng ta đi luôn ta cùng mấy tên khác mua ít đường dụ mấy đứa trẻ con hiệu quả rất tốt mấy đứa bé kia đã nhảy nhót hò hát khắp đường phố Như hữu đạo ừng một tiếng hắc mẫu đơn chớp chớp mắt to đường nhi thật xinh đẹp muốn eo có eo muốn mặt có mặt muốn khí chất có khí chất Như hữu đạo nói chỉ không có đầu óc hắc mẫu đơn không có đầu óc thì cũng phải xem là so với ai so với ngài có lẽ còn kém chút nhưng nếu thật sự không có đầu óc liệu có thể quản được cả một môn phái không phải ai cũng đều giống ngài trong những người ta đã gặp ngài là loại yêu quái nhất Nghiêu hữu đảo ngươi muốn cái gì hắc mẫu đơn người phụ nữ xinh đẹp như vậy đàn ông sao có thể không thích nếu ngài thật sự cảm thấy nàng ở bên thiệu bình ba rất nguy hiểm không bằng mang đi Nghiêu hữu đảo ngươi nghe trộm không ít hắc mẫu đơn, ngài cũng đâu cấm chúng ta. Đạo gia, trong lòng ngài vẫn có nàng phải không? Nghiêu hữu đạo, người cả nghĩ quá rồi. Cô ta chết hay sống không liên quan gì tới ta. Hắc mẫu đơn, nghĩ một đằng nói một nẻo, xem ra thiệu bình ba theo đuổi nàng ấy quả thật làm ngài không vui. Nghiêu hữu đạo, chẳng lẽ còn phải vui? Không liên quan đến vui hay không? Cũng giống một con chó, đi qua chỗ nào là phải đái một bãi. Bất kể mảnh đất đó có phải của nó hay không, hễ có chó khác xông vào là nó cũng phải sủa hai tiếng tâm tình bị quấy dày không ít, ta cũng đau đầu vì chuyện này, vốn tưởng rằng sẽ không có quan hệ gì, đụng phải rồi mới phát hiện cái danh phận phu thê với cô ta thật phiền phức, có chút cảm giác khúc mắc. Ta thật sự không muốn liên quan gì đến cô ta, ngươi nhìn đi, nếu cô ta xảy ra chuyện, để xem ta quản hay mặc kệ. Nghe hắn nói vậy, hắc mẫu đơn đã hiểu, vị này quả thực không có cảm giác gì với nàng kia. Nàng chật chật nói, chính là người khác với người, nếu là người đàn ông trước kia của ta, cho dù ta có bị người ta gác đao vào cổ cũng sẽ không thèm quay lại nhìn một cái. Đạo gia, ngài để ta nói, thực ra cũng chẳng có gì đâu đầu hay không? Nếu đã biết cần giúp, có thể giúp thì tiện tay giúp một lần. Nếu đã không biết thì không cần miễn cưỡng, cũng không cần cố gắng. Thản nhiên đối mặt mới thực sự là buông xuống, không cần miễn cưỡng bản thân. Nghiêu Hữu Đạo, thản nhiên đối mặt có đạo lý, đúng là điều ta cần. Hắc Mẫu Đơn, có lẽ ngài thực sự cảm thấy Thiệu Bình ba nguy hiểm ta cảm thấy ngài nên nghĩ cách đưa nàng ấy rời khỏi thiệu bình ba thì hơn. Ta quá hiểu đàn ông, nàng ấy xinh đẹp như vậy, sớm muộn gì cũng thành miếng thịt trong miệng thiệu bình ba. Có một ít thủ đoạn bàng môn tà đạo rất khó phòng bị, trước đây ta cũng từng nếm thiệt thòi rồi. Chuyện này ta không cần lo lắng, chỉ cần thiệu bình ba không làm gì được ta, cũng sẽ không làm gì được nàng. Ngược lại, không phải là ta có thể dọa thiệu bình ba hay không, mà là một khi cô ta không thoát ly quan hệ với ta, Thiệu Bình Ba sẽ không dám dùng thủ đoạn bàng môn tà đạo với cô ta. Nếu thật sự chọc giận người sau lưng đường nghi, những pháp sư theo hỗ trợ Thiệu Bình Ba kia cũng không gánh nổi cái mạng của y đâu. Nhìn từ góc độ khác, chỉ cần ta bảo vệ tốt bản thân cũng chính là bảo vệ đường nghi. Hắc mẫu đơn ghé miệng sát tai hắn, là Triệu Hùng ca, làm sao người biết, như hữu đạo quay lại liếc nàng. Lúc ở nhà bếp hắn đã nhắc đến cái tên này, rất nhỏ giọng Hắc mẫu đơn, Triệu Hùng ca vốn là kẻ bị ruồng bỏ của Thượng Thanh Tông. Ta nghe đồn, lúc Lưu Tiên Tông tập kích Thượng Thanh Tông, Triệu Hùng ca chưa lộ diện, chỉ vật cưới của y xuất hiện thôi đã dọa cho Lưu Tiên Tông thẳng thốt bỏ về. Trưởng lão của Lưu Tiên Tông thậm chí còn tự cắt một tay để tạ tội. Thượng Thanh Tông trừ Triệu Hùng ca ra còn có ai có thể khiến chư hầu một phương với cao thủ bên cạnh như mây phải e ngại, sợ sệt. Thực lực đến mức độ như Triệu Hùng ca đã vô cùng đáng sợ. Thiên quan vạn mã cũng không ngăn được y, như hữu đảo, Triệu Hùng ca xuất thân Thượng Thanh Tông, thực lực lại vượt xa phạm vi Thượng Thanh Tông có thể dạy dỗ ra. E rằng, tổ sư khai sơn của Thượng Thanh Tông cũng không phải đối thủ của y. Chuyện này thật bất thường, người có nghe ra là chuyện gì không? Hắc mẫu đơn, không rõ, quả thực không bình thường, có khi là gặp phải chuyện gì đó không người ngoài biết. Nghiêu Hữu đạo bóng quay đầu lại hỏi, vừa nãy người nói người từng nếm phải thiệt thòi vì bàng môn tà đạo. Đạo ra, ngài xót muối lên sẹo của người ta, hắc mẫu đơn than thở, dựng ba ngón tay trước mặt hắn ba lần bị người ta ba lần nghiêu hữu đảo là một người hay là ba người Hắc mẫu đơn xoa mạnh lưng hắn ba người khác nhau có hai lần không cẩn thận bị người ta hạ độc một kẻ khác thì ta không trêu chọc nổi sợ chết không dám phản kháng bị người ta sờ sờ chơi mấy ngày mới được tha lúc đó thảm lắm đến giờ nghĩ lại còn kinh nghiêu hữu đảo ngươi không báo thù Hắc mẫu đơn sau đó ta tụ tập đám đoàn hổ tìm được một tên làm thịt một tên. Tên khác không đến lượt chúng ta ra tay, nghe đồn bị người khác giết. Còn kẻ kia ta không chọc nổi, vẫn không chọc nổi, nào dám tìm người ta báo thù. Bây giờ nghĩ lại, có thể giữ mạng đã là tốt rồi. Chuyện đã qua, ngã một lần liền khôn ra, sau này cẩn thận chút là được rồi. Chương 242, rất khó tiêu hóa 1. Nưu Hữu Đạo hơi nhíu mày, không trêu chọc nổi là kẻ nào, nói nghe chút. Hắc Mẫu đơn, quên đi thôi, không nghĩ đến kẻ đó nữa cũng vô dụng. Chúng ta không chọc nổi, Ngưu Hữu Đạo, hừm, chờ ngươi cảm thấy cơ hội thích hợp lại nói. Ta xem xem có thể báo thù giúp ngươi không, tâm của ngài ta nhận, không cần đâu, đã qua cả rồi. Hắc Mẫu đơn cay đắng lắc đầu, Ngưu Hữu Đạo cảm giác được sự nặng nề trong lời nói của nàng, ha ha nói. Tên kia chắc mắt bị quáng gà, đen như ngươi mà cũng hứng thú. Hắc Mẫu đơn trừng mắt, tay đột nhiên chụp một cái vào nước, kéo phăng cái khăn che trong nước của Ngưu Hữu Đạo, Nghiêu Hữu Đạo không nói gì, cúi đầu nhìn vị trí hạ bộ không bị che lấp dưới nước, vẫn ngồi im không nhúc nhích. Hắc Mẫu Đơn ngang nhiên nhìn chằm chằm, mặt vô cảm, gò má ửng đỏ, ném cái khăn lại. Nghiêu Hữu Đạo chậm chậm che hạ bộ lại, người có thấy tẻ nhạt không? Hắc Mẫu Đơn, thấy thiệt thòi, nếu không ta cũng cởi sạch xuống nước tắm rửa với ngài. Ta trông khó coi như thế sao? Chẳng qua chỉ hơi đen một chút, gương mặt cũng không kém. Ngài chưa thấy thôi, thân thể người ta thực ra rất tốt. Nghiêu hữu đảo, ngươi đang quyến rũ ta, hắc mẫu đơn, ta, ngài muốn, bất cứ lúc nào. Nghiêu hữu đảo khẽ lắc đầu, vô nghĩa, ngươi nghe cho rõ, từ lúc ngươi đi lại bên cạnh ta, nhất định không thể xảy ra cái chuyện kia. Hắc mẫu đơn dội nước lên người hắn, tiếp tục lau. Tại sao, ta thực sự không lọt nổi mắt xanh của ngài như vậy sao? Ta, ta tự nguyện, lại không quấn lấy ngài, chỉ muốn chút cảm giác an toàn. Nghiêu hữu đảo, không có gì nhìn vừa mắt hay không? ta không động vào người phụ nữ làm việc bên cạnh, thỏ không ăn cỏ gần hang, cỏ gần hang mà gặm sạch, lộ ra cửa động thì phiền. Hắc mẫu đơn bĩu môi, thịt đến mép còn không ăn là kẻ ngu si, tuổi còn trẻ, ra vẻ người lớn vậy là ý gì? Loại như đường nghi kia mà ngài cũng không thích, làm sao cảm thấy ngài chẳng có hứng thú gì với phụ nữ? Thật sự, có phải ngài không làm được chuyện kia? Như hữu đạo nhắm mắt không nói, chuyện này không thắng nổi nàng. Người phụ nữ khóc lóc ở khách sạn yêu nguyệt kia đi đâu rồi? Thua nàng, phủ thành châu Bắc, nhóm thiệu bình ba ẩm ẩm đi vào thành. Thủ vệ trông cửa đứng trang nghiêm hai bên, không ai dám cản. Một đường đi thẳng tới phủ lăng ba, thiệu bình ba tới phủ của mình, cả nhóm nhảy xuống ngựa đi vào. Quản gia thiệu tam tỉnh ở cửa nghinh tiếp, nụ cười hơi gượng ép. Đại công tử bôn ba đường dài, cực khổ rồi. Thiệu bình ba liếc ông ta một cái, vung áo choàng sau lưng, tiếp tục cất bước đi vào sảnh chính. Trên đường, một tu sĩ nâng tay nhận một con kim xí, lấy văn kiện mật trong ống đồng xem, bước nhanh đuổi theo thiệu bình ba. Đại công tử, bên triệu kinh đã gửi tin tới, đã tra hỏi, trong nhà gia cát không có ai tên Trương Tam, cũng xác định không có tu sĩ trẻ tuổi như thế. Kết quả là không tra ra được người này, sau đó tiến vào phòng khách, ánh mắt ba người đường nghi lặng lẽ chạm một cái. Thiệu bình ba đi tới chủ vị, cởi áo choàng đưa cho quản gia, xoay người ngồi ngay ngắn, nhìn quản gia hỏi có việc thì nói, quản gia thiệu tam tỉnh muốn nói lại thôi, nhìn những người khác, cuối cùng vẫn lấy một tờ giấy trong ống tay áo ra, hai tay dâng lên cho y xem. Thiệu bình ba lấy tới, trước tiên nhìn sắc mặt ông ta, sau đó mới rời xuống tờ giấy, từ từ ngâm. Bắc Châu Vương, Bắc Châu Vương, một viên đường lại một viên đường. Trên vô pháp, dưới vô phương, hai viên đường lại hai viên đường. Vân giả vương, ba, tiếng nói chợt im bặt, con người co rụt, tay đặt trên đầu gối trước mắt nắm chặt lại, gò má căng ra. Đọc thứ gì thế này? Cái gì mà một viên đường, hai viên đường, mọi người khó hiểu, có điều đều phát hiện sắc mặt Thiệu Bình Ba có vẻ không ổn. Bản thân Thiệu Bình Ba ban đầu cũng bị cái gì một viên đường, hai viên đường hấp dẫn, sau mới phát hiện không đúng. Xem xong, y chậm rãi hỏi quản gia, "Đây là thứ gì?" Quản gia Thiệu Tam tỉnh nói, "Đồng giao, đồng giao." Thiệu Bình Ba đã hiểu, khó trách trong đó chen lẫn cái gì một viên đường, hai viên đường, làm y không biết có ý gì còn tưởng có thâm ý khác, hóa ra là đồng giao, lại hỏi. Từ đâu tới, thiệu tam tỉnh, đây là bài đồng giao mà trẻ con hát khắp đường xá tại một số khu vực ở phía bắc của Đại Giang. Người của chúng ta phát hiện liền truyền về, truyền từ phía bắc của Đại Giang, nội tâm thiệu bình ba thắt lại, khó có thể tiếp thu việc bị truyền khắp nơi, chậm rãi cúi đầu nhìn xuống nội dung trên giấy. Bài đồng giao này rõ ràng đang nói nhà họ thiệu là vua của châu Bắc. Nước Hàn không làm gì được họ, nước Yến cũng vô phương chuyện này không quan trọng, cũng coi như sự thật. Điểm mấu chốt vấn đề là mặt sau của bài đồng giao, nói rằng cha y thiệu đăng vân chỉ là tấm bình phong ở châu Bắc, đương ra chân chính là thiệu bình ba y. Càng nguy hiểm hơn là, có người dùng tên của y làm thành văn. Ba chữ thiệu bình ba chỉ cần đảo lộn lại, kết hợp với ý tứ toàn thể bài đồng giao, lập tức hóa thành y muốn giết cha. Đảo ngược tên lại một cái, lập tức ám chỉ ý phản, làm phản. Chữ ba trong tên của y vừa vặn khớp cùng chữ thiệu trong tên của phụ thân y, ghép vào nhau, cái từ này đầy ý cảnh dự báo cỡ nào, quả thực là chọc vào tim. Phụ thân đọc được sẽ nghĩ thế nào? Đáng sợ hơn nữa, đồng dao là thứ có tính chất truyền sướng bẩm sinh, sẽ mãi khuếch tán ra ngoài. Thiệu bình ba sắp trở thành tiêu điểm của châu Bắc, đứng sau lưng phụ thân y gây ra sự quan tâm của tất cả mọi người. Các thế lực không làm gì được châu Bắc sẽ nhầm vào y. Kẻ muốn diệt phụ thân y mà không được cũng sẽ chĩa đầu mâu sang y kẻ không làm gì được trong gia tộc cũng sẽ có người dùng việc này làm văn từ đầu đến đuôi đây là một âm mưu nhằm vào y kẻ làm ra chuyện này tâm tư ác độc khiến y không rét mà run những người khác còn chưa hiểu nội dung trên tờ giấy kia rốt cuộc có gì rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế nhưng đường nghi đã chú ý tới phụ nữ đều tinh ý lập tức nhìn thấy sự tối tăm và phẫn nộ đan sen trong ánh mắt thiệu bình ba đường nghi hơi cả kinh ánh mắt đáng sợ kia thực khiến người ta kinh ngạc chợt làm nàng liên tưởng đến lời như hữu đạo nói thiệu bình ba rất nguy hiểm thiệu bình ba cuối cùng cũng hiểu tại sao sắc mặt quản gia lúc nãy lại như vậy hiển nhiên y cũng nghĩ tới hậu quả nghiêm trọng trong đó y cấp tóc nén tâm tình phức tạp xuống lạnh lùng hỏi vật này xuất hiện từ lúc nào thiệu tam tình trước đây các ám điểm bố trí ở giang bắc không nghe nói thấy hai ngày trước bài đồng dao này đột nhiên bùng phát ám điểm cố ý tìm trẻ con hỏi mấy đứa trẻ nói là có người cho đường ăn để hát có đứa bé là do thấy đứa khác hát bản thân cũng hát theo ám điểm căn cứ theo manh mối truy cha chỉ cha được ba kẻ cá biệt nhận tiền làm việc không tìm được thủ phạm phía sau những người khác vẫn chưa hiểu họ đang nói gì đồng giao thì sao trong đó chứa tin tức bất lợi gì sao đã truyền ra rồi thiệu bình ba cũng biết việc này không che giấu nổi những người khác những người này ra khỏi cửa là có thể biết được so với che che đậy đậy vô dụng không bằng hào phòng lấy ra, cho họ tự xem. Bản đồ, thiệu bình ba gọi, quản gia lập tức cho người mang bản đồ tới, mở ra trước mặt y. Thiệu bình ba đứng dậy, nhìn bản đồ hỏi, bắt được lời đồn ở nơi nào, quản gia chỉ một số khu vực, trước là ở huyện Cầm An, hầu như sau đó các huyện chung quanh cũng nhanh chóng khuếch tán. Thiệu bình ba chậm rãi nhắm mắt, những người khác truyền nhau tờ giấy kia xem, sau khi mỗi người hiểu ý trong bài đồng giao đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía rõ ràng là muốn ly gián quan hệ cha con nhà họ Thiệu, muốn dồn Thiệu Bình Ba vào chỗ chết. Hai ngày trước, Thiệu Bình Ba thầm sắp xếp một dãy chuyện xảy ra gần đây. Một lúc sau, y từ từ mở mắt, nói một cái tên. Trương Tam, mọi người xứng sờ, Thiệu Tam tỉnh không biết có ý gì, hỏi. Đại công tử nói ai? Trương 243, rất khó tiêu hóa, hai. Thiệu Bình Ba cười lạnh nói, nếu ta không đoán sai, việc này hẳn là do tên Trương Tam đốt quán rượu kia gây ra. Đường Nhi nghi ngờ hỏi, đại công tử, bằng cái gì kết luận là do trương tam kia? Thiệu Bình Ba, gần đây không xảy ra chuyện gì bất hợp lý, chỉ có chuyện quán rượu cháy kia là đột ngột. Về mặt thời gian đồng giao xuất hiện, tính khoảng cách thời gian cũng rất khớp, 89 phần 10 là do hắn. Một cơ sở phán đoán rất quan trọng khác mà y không nói. Quán rượu bị thiêu, bị người khác nhìn thấu tâm can mình, y đã lập tức nhận ra áp lực mà kẻ ra tay gây ra cho y, nhận ra độ nguy hiểm của đối phương người có thể gây ra cảm giác này cho y thủ đoạn lại hung tàn vậy thì có thể ăn khớp đường nghi lại hỏi nhóm trương tam có mấy người vì sao đại công tử một mực nhận định là do trương tam kia không thể nào do người khác sao thiệu bình ba bình tĩnh nhìn nàng trong tình huống kia còn dám đốt quán rượu chạy trốn không có kẻ cầm đầu là hắn đánh nhịp không thể xảy ra chuyện này nhìn tuổi mấy người kia là biết mấy kẻ lớn tuổi đều do tên trương tam trẻ tuổi kia dẫn đầu một người trẻ tuổi có thể ràng buộc mấy kẻ lớn tuổi lại có thể là người đơn giản y xoay người về chỗ ngồi khóe miệng nhếch lên tự diếu nói đến đó là ta có mắt không chồng lại ép mời một vị chân thần tới làm đầu bếp sợ là chọc giận người ta lật tay đã tát vào mặt ta trước tiên hắn cho ta ăn cho bụi trong quán rượu sau lại thêm một bài đồng giao cho ta chậm rãi hưởng thụ quả thực khiến ta hưởng thụ uy lực kéo rất dài rất khó tiêu hóa lần này chân chính đụng phải cao thủ không tầm thường Trương Tam này thực không đơn giản, Tô Phá và Đường Tố Tố nhìn nhau, đều nghi ngờ khó hiểu. Đường Nhi chố mắt khó tin, quả thực là do Nghiêu Hữu Đạo làm. Nghiêu Hữu Đạo biết làm đồng dao, châm lửa đốt quán, nàng có thể tin, thứ cao cấp như đồng dao, quả thực nàng chưa từng nghĩ tới. Thực sự không thể tin được là do Nghiêu Hữu Đạo ra chiêu. Điều làm nàng càng khó tưởng tượng hơn là, Thiệu Bình Ba là ai? Trên hợp các phái, giữa chỉnh quân vụ, dưới thuận dân chính, trẻ trung khỏe mạnh, là người có năng lực không tầm thường. Trong nhận thức của nàng, tuổi trẻ như vậy, không ai có thể làm được. Thêm nữa, y ngọc thụ lâm phong, khí độ ung dung, chính là tuấn kiệt trong loài người. Huống chi còn có bối cảnh ra thế như vậy, người này có thể nói là hoàn mỹ. Theo nàng biết, không biết bao nhiêu thiếu nữ coi thiệu bình ba là tình nhân trong mộng. Được người như thế theo đuổi, nếu không phải nàng đã lập gia đình, tâm có trốn thuộc về, đường nhi cảm thấy e là mình cũng khó từ chối loại nam nhi hoàn mỹ này dường như không tìm được ai ưu tú hơn người nam nhi này. Nhưng mà loại nam nhi như thế lại nâng cao nghiêu hữu đạo, còn nói nghiêu hữu đạo là cao thủ không tầm thường, tự nhiên không phải chỉ tu vi của nghiêu hữu đạo, mà là nói tài trí của hắn. Đường nhi có cảm giác nghe lầm, thực sự đang nói nghiêu hữu đạo. Cái tên đầu bếp cầm dao thái thịt, cái tên thiếu niên lười nhác nằm dưới cây hoa đào kia thực sự được hiệu bình ba gọi là cao thủ. Trong lúc giật mình, đào hoa nguyên lý, thiếu niên trưởng thành không tương xứng tới tuổi. Thơ của thiếu niên, thơ của Tống Diễn Thanh, từng hình ảnh qua lại trong đầu. Chính bởi ngạc nhiên, nếu Thiệu Bình Ba đã nói Nghiu Hiếu Đạo lợi hại như vậy, vậy lúc Nghiu Hữu Đạo trong bếp đã nói, Thiệu Bình Ba này rất nguy hiểm. Mọi người đi đường cực khổ rồi, sau khi ta tắm rửa tẩy trần còn phải đi phục mệnh với ngài thứ sử. Thiệu Bình Ba mở miệng tiến khách, mọi người dồn dập chắp tay xin cáo lui. Đám người ra khỏi sảnh, hầu hết đều là hộ vệ thường trú ở phủ Lăng Ba, không cần ra khỏi phủ. Mấy người Đường Nghi thì khác trưởng môn một phái không thể ở lại nhà người ta, bình thường lại luôn có sự việc trong phái phải xử lý. Thêm nữa, nàng lại là phụ nữ, huống chi, thiệu bình ba trắng trận theo đuổi, ở lại nhà người ta quả thực không thích hợp. Nàng nhất định phải tránh hiểm nghi, ra tới đường, tô phá nhẹ nhàng hỏi, lẽ nào thật sự do hắn làm, đường nghi và đường tố tố không nói, khó dám chắc. Đường nghi nhớ tới triệu hùng ca, đông quách hạo nhiên sẽ không thu loạn đồ đệ, hắn làm như vậy tất nhiên có nguyên nhân. Tô phá thổn thức, người có tài trí như nghiêu hữu đạo, trước tiên mặc kẻ thủ đoạn có ác độc hay không, đối với Thượng Thanh Tông bây giờ, muốn chấn hưng thì cần người có năng lực như vậy dẫn đường. Nếu nghiêu hữu đạo thực sự có năng lực như Thiệu Bình Ba đánh giá, vậy chuyện gì đây? Vốn đương nhiên là người dẫn dắt cho Thượng Thanh Tông, lại bị bọn họ hợp sức đuổi đi. Hoàng Tiên Sinh, Lâm Tiên Sinh, xin dừng bước, Đại Công Tử cho mời. Hoàng Đấu, Lâm Hồ, Đệ Tử Đại Thiện Sơn. Đại Thiện Sơn cũng là thế lực ủng hộ sau lưng Thiệu Đăng Vân, hai người này phụ trách an toàn của Thiệu Bình Ba. Hai người mới vào cửa vòm của viện bên liền bị Thiệu Tam Tỉnh gọi lại, lần thứ hai mời trở lại. Trở lại sảnh chính, chỉ thấy Thiệu Bình Ba ngồi ngay ngắn, hai tay đặt trên đầu gối, nhắm mắt tĩnh mịch. Hai người tới gần chắp tay, Đại Công Tử có gì sai bảo, Thiệu Bình Ba vẫn nhắm mắt hỏi, ai còn nhớ lời Trương Tam nói với Đường Nhi ở bến tàu bên sông. Hai người nhìn nhau, hơi cân nhắc một chút hoàng đấu nhớ lại nói thằng bé kia nói có phần vô lễ tôi có chút ấn tượng hắn vừa thấy đường nhi liền nói đúng là một mỹ nhân sau khi bị đại công tử cảnh cáo hắn lại hỏi đại công tử có phải đường nhi là khách quý của ngài không sau đó còn khen đại công tử và đường nhi rất xứng khen bây giờ nhìn lại là chào phúng mới đúng thiệu bình ba lạnh nhạt nói hoàng đấu ngờ vực chào phúng thiệu bình ba chậm rãi mở mắt cẩn thận sắp xếp lại ngọn nguồn ta nghĩ ta biết hắn là ai hắn hẳn là tên nghiêu hữu đạo kia hai người kinh ngạc phu quân nghiêu hữu đạo của đường nghi kia vì sao đại công tử nói thế thiệu bình ba vô lễ với đường nghi ở bến tàu mà ba người thượng thanh tông lại không ai biểu thị lúc đó ta đã cảm thấy ba người kia nhìn thấy hắn liền có phản ứng dị thường sau đó ba người kia còn lục tục đi vào nhà bếp hẳn là thấy hắn mới vào điều này nói rõ không phải một người biết hắn mà là cả ba người chắc hẳn các người có nghe lời đồn về đường nghi và nghiêu hữu đạo hắn bị Thượng Thanh Tông giam lỏng 5 năm, chiếm đoạt trước trưởng môn, còn muốn giết. Hắn còn nhỏ tuổi đã có thể chạy thoát khỏi Thượng Thanh Tông, thực không đơn giản. Giết người của Tống ra còn có thể sống đến bây giờ có thể đơn giản sao? Ở Châu Kim giết sứ thần nước Yến còn có thể toàn thân trở ra, thì càng không đơn giản. Sau đó Thương Chiêu Tông và Châu Kim liên hợp, chuyện này có thể nói không chút quan hệ gì với việc hắn xuất hiện ở Châu Kim sao? Nhiều chuyện không đơn giản gộp lại, thủ đoạn nhắm vào ta trước mắt đã không còn coi là bất ngờ. Đã như thế, ta có lý do hoài nghi, việc thương chiêu tông mau chóng quật khởi rất có thể liên quan đến hắn. Điều quan trọng là tuổi, như hữu đạo hẳn là cùng tuổi với Trương Tam, các nhân tố móc nối với nhau đều phù hợp như thế, chứ như hữu đạo ra còn có người khác sao. Đã vậy, chuyện tại bến tàu cũng có thể giải thích. Hoàng đấu, lâm hồ sửng sốt, suy tư một lát rồi gật đầu. Hoàng đấu bỗng nở nụ cười. Đại công tử, hắn đã đốt quán rượu còn làm trò này là nhằm vào ngài xem ra tình cảm của đại công tử với đường nghi làm hắn thẹn quá thành giận rồi thiệu bình ba ngươi coi thường hắn rồi người như thế nếu thật lòng muốn mang đường nghi đi tất nhiên hắn sẽ có cách mang đi quyết đoán ném đường nghi lại để chạy có thể thấy hắn không có tình cảm gì với đường nghi thượng thanh tông làm như vậy với hắn có lẽ cũng là nguyên nhân đều nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân huống chi bọn họ còn có danh phận phu thê đường nghi đẹp ra sao mọi người đều không ngủ. Dù có biết ta đang dây dưa với đường nghi, nhưng hắn dứt khoát vứt bỏ đường nghi, không một chút dây dưa dài dòng, chứng tỏ hắn là một kẻ rất lý trí, cũng rất máu lạnh. Kẻ này cực nguy hiểm, chương 244, khả năng, y chậm rãi đứng dậy, trẻ tuổi đã có bản lãnh như vậy, để một thời gian nữa tất sẽ thành họa lớn, không lưu lại được. Lâm Hồ, người đi kinh thành đang xuất phát, thiệu bình ba, ta đang muốn nói tới đây, rút người lên kinh về đi. Thân phận là giả, còn hy vọng tìm được kẻ đó hay sao hai người ngẫm lại cũng đúng gật gật đầu hoàng đấu hỏi nếu đại công tử nhất thiết muốn trừ diệt hắn đầu tiên phải tìm được hắn trước thế lực của chúng ta ra khỏi châu bắc vẫn rất yếu trời đất bao la không biết con đường hắn đi cũng không biết mục tiêu của hắn muốn tìm hắn sợ là rất khó hắn chạy đến nước hàn làm gì thiệu bình ba chợt hỏi dường như đang tự hỏi mình nên rơi vào trầm tư chắp tay đi tới đi lui trong phòng hoàng đấu và lâm hồ nhìn nhau vấn đề này thật khó trả lời họ chỉ gặp sơ tên kia một lần không hiểu nhiều trời mới biết hắn chạy chới nước hàn làm gì lặng im một lúc thiệu bình ba từ từ nói có một chỗ có thể hắn sẽ đi nhưng ta không thể xác định hoàng đấu lâm hồ đồng thanh nói nơi nào thiệu bình ba dừng bước quay lại hỏi ta hỏi là đến kinh thành thay ra các tầm làm gì còn nhớ làm sao hắn quay lại không hai người nhìn nhau vừa nãy chẳng phải hỏi như hữu đạo có đi kinh thành hay không sao bây giờ sao lại kéo ra các tầm vào thế nhưng vị công tử này tài trí phi phàm người thường không so nổi khiến hai người rất bội phục vì lẽ đó hoàng đấu tự giác nhớ lại trả lời giờ nhớ lại nói là vì chuyện ở dịch trạm hắn muốn thay ra các tầm đi tới kinh thành để tường trình thiệu bình ba xoay người trở về lại hỏi dịch trạm xảy ra chuyện gì các ngươi hẳn phải biết chứ lâm hồ gật đầu Đại công tử ở Kinh Thành đã nói, bên phía Châu Bắc cũng nhận được tin tức bên Kinh Thành, ở dịch trạm có gian tế nước Yến lẩn trốn. Châu Bắc cũng không thể chịu được sự tồn tại của gian tế nước Yến, tất nhiên phải phối hợp với triều đình để thanh lý. Có người nói đô thành sáu nước đang thanh lý gian tế của nước Yến trong dịch trạm. Việc này bề ngoài nhìn như bình tĩnh, thực ra động tĩnh không hề nhỏ. Hẳn là điệp báo ti của nước Yến bị tổn thất không nhỏ. Thiệu Bình Ba đứng trước mặt hai người. Hắn nói tin tức là do Gia Cát biết được từ nước Triệu, sau đó chuyển sang nước Hàn. Các ngươi cảm thấy hắn có thể nói dối ta không? Vấn đề dần được cắt tỉa theo dòng suy nghĩ của y, không khó tìm được đáp án. Lâm Hồ nói, hẳn là không, lúc đó hắn đã biết thân phận của đại công tử, nếu giả mạo người của chư Cát tầm, chứng tỏ những điều nói ra không hẳn là nói mò. Bằng không chẳng may đại công tử hiểu rõ, chẳng phải hắn sẽ lộ, sao còn có thể giả mạo. Tất nhiên hắn phải nói chút tình huống đáng tin, thiệu bình ba thả lỏng hai tay, mấu chốt vấn đề là, ngay cả ta cũng không biết ra các tầm truyền tin từ nước triệu về nước hàn cũng có thể hiểu được. điệp báo liên quan giữa các nước được bảo mật cũng bình thường. nhưng như hữu đạo làm sao biết biết dịch trạm đang bắt người thì ta có thể hiểu nhưng hắn làm sao biết ra các tầm truyền tin về? chẳng lẽ ra các tầm không biết bảo mật loại tin tức bí mật này có thể truyền loạn? hoàng đấu và lâm hồ cân nhắc thiệu bình ba giơ tay chỉ trỏ lại quay đầu nhìn xem tin tức từ kinh thành truyền cho chúng ta có độ chính xác nhất định đều là những kẻ thời gian gần đâu lục tục được xếp vào dịch trạm tính theo quãng thời gian này và những việc liên quan đến như hữu đạo vậy thì thú vị như hữu đạo gián điệp nước yến thời gian sắp xếp dịch trạm ba cái có quan hệ nhất định lâm hồ bỗng nhiên tỉnh ngộ bật thốt nghiêu hữu đạo giết sứ giả nước yến chọc giận triều đình nước yến triều đình nước yến điều động người thuộc cơ sở ngầm ở các dịch trạm tìm kiếm hắn muốn xử lý hắn thiệu bình ba khẽ gật đầu quay lại việc hắn biết mật báo của gia cát tầm hoàng đấu nói có thể là chính hắn liên hệ với gia cát tầm thiệu bình ba chỉ sợ còn không chỉ liên hệ với gia cát tầm hẳn là còn liên hệ với sứ thần của các nước khác đây chính là nguyên nhân vì sao các quốc gia gần như ra tay cùng lúc lúc hắn giết sứ thần nước yến sứ thần các quốc gia khác hầu như đều ở đó hầu như quen biết nhau tìm người truyền tin không khó còn nữa chư quốc tranh hùng từng người mang ý xấu riêng bất kể sứ thần của quốc gia nào biết tin tức này cũng sẽ không vội truyền tin về nước mình mà sẽ tự nắm giữ tình huống ước gì xem kẻ khác sai lầm bản thân việc các nước cùng ra tay đã có vấn đề lâm hồ ha ha cười vậy càng có thể là nghiêu hữu đạo gây ra nước yến ra tay với hắn hắn phản kích trả thù là điều rất bình thường thiệu bình ba xoay người chắp tay bước đi than nhẹ một tiếng lật tay một đòn xé nát cái võng mà nước yến bày ra ngay cả nước yến cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt vì hắn các ngươi còn dám xem thường hắn lâm hồ nhất thời không cười nổi Hai người đều biểu hiện nghiêm nghị, rốt cuộc nhận ra vì sao đại công tử nói người này rất nguy hiểm. Hai người cũng hiểu được vì sao đại công tử lại kiêng kỵ người này như vậy. Người này không có ý tốt với bên này, quả thực không phải chuyện tốt đẹp gì. Xem xét lại chuyện bài đồng giao kia, e rằng đủ cho đại công tử đau đầu một trận. Hoàng đấu Trần chờ nói, "Đại công tử, chuyện này có quan hệ gì với hướng đi của hắn?" Thiệu Bình ba chậm rãi ngồi xuống chủ vị, "Lẽ nào không quan hệ?" biết triều đình nước yến muốn đối phó với hắn người cảm thấy hắn đi đâu an toàn nhất hoàng đấu hoặc tìm chỗ trốn bí mật hoặc trốn về chỗ thương chiêu tông thiệu bình ba nhưng hắn cũng không làm như thế biết rõ triều đình nước yến muốn đối phó hắn không chỉ không né mà còn chạy loạn bên ngoài thậm chí chạy xa như vậy tới tận nước hàn hắn tới nước hàn làm gì hoàng đấu và lâm hồ nhìn nhau không nói gì việc này thật không dễ đoán liều lĩnh nguy hiểm tiến lên chỉ có thể nói hắn có chuyện phải làm hiểu rõ tiền căn, lại quan sát toàn thể thế cuộc, tất cả đều để lại dấu vết. Chúng ta đã biết năng lực của hắn, vậy hắn xuất hiện ở châu Kim tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Chuyện về sau thiên hạ đều biết, thương chiêu tông liên hợp với châu Kim, mượn thế châu Kim gầy dựng lại quận Thanh Sơn. Vậy hắn đi châu Kim làm gì? Tám chín phần mười là hắn giúp thương chiêu tông thúc đẩy liên hợp với châu Kim. Phụ thân ta là bộ hạ cũ của chữ vương thương kiến bá, vẫn khá quan tâm đến con trai của chữ vương là thương chiêu tông nghe phụ thân nói hải như nguyệt của châu kim đã từng có một đoạn tình yêu nam nữ cùng với chữ vương nhưng chữ vương đã mất nhắc lại tình cũ không khỏi gượng ép bằng vào chuyện này không đủ để hải như nguyệt xuất binh chống đỡ chuyện liên lụy đến hai quốc gia hải như nguyệt làm như vậy là mạo hiểm bà ta nhất định cũng phải tính toán cho châu kim bằng không bà ta cũng không khống chế được châu kim theo lý thuyết thương chiêu tông yếu thế như vậy hải như nguyệt cũng không thể xuất binh chống đỡ cho nên muốn thuyết phục hải như nguyệt hẳn là rất khó với năng lực du thuyết của Ngưu Hữu Đạo, hắn xuất hiện ở Châu Kim cũng không lạ gì. Sự thực chứng minh, lúc trước không ai nghĩ chuyện như vậy sẽ xảy ra, cả một Châu Kim to lớn sẽ liên hợp với Thương Chiêu Tông ở một khu vực nhỏ bé. Nguyên nhân gì để Hải Như Nguyệt đồng ý xuất binh? Chúng ta trải vốt mọi chuyện một lần, Ngưu Hữu Đạo thúc đẩy liên hợp, Thương Chiêu Tông bên kia sắp khai chiến. Hắn không trở về giúp Thương Chiêu Tông lại giết Yến Sứ, gây nguy hiểm phải chạy loạn bên ngoài. Biết rõ triều đình nước Yến ra tay còn chạy về nước Hàn, chuyện này không bình thường. Chuyện đáng ngờ như vậy, Như Hữu Đạo còn cách gì xúc tiến liên hợp? Tại sao Hải Như Nguyệt đồng ý xuất binh? Như Hữu Đạo có nói tại sao phải mạo hiểm đến nước Hàn? Nhìn thời gian, khoảng cách, đường đi tới quả thực rất chặt chẽ, mà ba điểm đáng ngờ này đều hình thành trong tình huống có điều kiện. Như vậy, chúng ta đưa điều kiện không biết vào xem lại trình tự một chút. Nghiêu Hữu Đạo nói điều kiện xúc tiến liên hợp, Hải Như Nguyệt tiếp thu điều kiện xuất binh, hắn có nói đến nước Hàn sẽ có đáp án không? chương 245, Nhi nữ, lâm hồ nói tiếp, như hữu đạo có nói là để thực hiện điều kiện mới đến nước Hàn. Hoàng đấu khẽ gật đầu, thiệu bình ba hỏi, điều kiện gì khiến hải như nguyệt tiếp nhận mà cần tới nước Hàn. Muốn hoàn thành điều kiện cần tu sĩ thực hiện, người bình thường không được, nhưng bên thương chiêu tông không phải không có tu sĩ, tại sao như hữu đạo phải mạo hiểm chạy tới nước Hàn. Bên cạnh hải như nguyệt không phải không có tu sĩ. Chuyện gì mà tu sĩ bên cạnh Hải Như Nguyệt cũng không làm nổi, cần như Hữu Đạo xuất mã. Nghĩ tới đây, ta lại nghĩ tới một chuyện, con trai của Hải Như Nguyệt dường như bị một loại quái bệnh, nghe nói di truyền từ cha. Lâm Hồ, Thiên Âm tổn mạch, Hoàng đấu, Xích Dương Chu quả, hai người gần như đồng thanh thốt lên, tuy nói không giống nhau nhưng cùng một đích. Người quan tâm đến Hải Như Nguyệt không ít, không phải vì dung mạo tuyệt đẹp của bà ta, mà vì căn bệnh của con trai bà ta quyết định Châu Kim có đổi chủ hay không. Thiệu Bình Ba kết hợp các thông tin lại, phần lớn bí ẩn có thể giải quyết dễ dàng. Nghiêu hữu đạo rất có thể đi tới Đại Tuyết Sơn, muốn đi băng tuyết các lấy xích dương chu quả. Chuyện này, Hoàng Đấu Hồ Nghi nói, thứ mà với thân phận và địa vị của Hải như Nguyệt cũng không thể lấy được, hắn đi có được không? Thiệu Bình Ba, đây chính là nguyên nhân ta không dám khẳng định, Hải như Nguyệt sao dễ xuất binh, có thể do phán đoán sai lầm không, Nghiêu hữu đạo có thể chỉ dạo qua nước Hàn không? Lâm Hồ, mặc kệ hắn có phải hay không, đã có khả năng này, đại công tử lại muốn diệt hắn, chúng ta cứ phái người đi là được. Thiệu Bình Ba lắc lắc đầu, việc này ta có sắp xếp khác. Hiện giờ ta có chuyện muốn làm phiền hai vị, chuyện đồng giao vì sao mà sinh, hai vị tận mắt chứng kiến, mong hai vị báo cáo về phía Đại Thiện Sơn một phen. Dễ bàn, hoang, lâm hai người đáp lại, nhìn nhau, biết chuyện đồng giao đủ cho vị này chóng mặt một trận. Chờ hai người đi rồi, sắc mặt Thiệu Bình Ba trầm xuống, nhưng đầu nhìn về phía quản cha Thiệu Tam tỉnh buông tay đứng cạnh. Trẻ con không nghe lời, có đứa trượt chân rơi xuống nước cũng khó tránh, người lớn cũng nên quan tâm. Sắp xếp mấy người chạy tới khu vực truyền đồng dao, tạo chút chuyện khiến người ta khủng hoảng, lấy dao rừng dao. Mặc dù đồng dao này không thể khuếch tán trong phạm vi thế lực của y, nhưng y vẫn phải nghĩ cách khống chế một chút, cũng không thể khuếch tán đến độ trẻ con thiên hạ đều hát được. Vẻ mặt Thiệu Tam Tỉnh hơi khựng lại, có điều vẫn đáp gió. Thiệu Bình Ba, mặc kệ nhiều Hiếu đạo có đi băng tuyết các hay không cứ cử người đi thông gió với Tống Gia Yến Kinh, chắc chắn Tống gia sẽ xử lý nói đến chuyện này hắn ta kìm nén lửa giận trong lòng đồng dao sẽ có sức ảnh hưởng